Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 160. Thầy luyện đan Hồ cười nhạo, viên đan dược đó của tôi đã mất, ở đây không ai có thể luyện chế ra được, ông thế mà có thể làm được chuyện này, dĩ nhiên nó là giả. Ngô Bình nói, chỉ dựa vào tên vô dụng như anh mà còn dám nói luyện chế được đan dược trên bảng linh đan à. Thấy Ngô Bình lên tiếng, thầy luyện đan Hồ sầm mặt, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như thế? Ngô Bình nói, tôi là người luyện chế ra viên đan dược lúc nãy, trò của anh có thể lừa được người khác chứ không lừa được tôi. Thầy luyện đan Hồ ngạc nhiên, hắn nheo mắt, đan dược do cậu luyện chế. Ngô Bình bước đến trước, giơ tay ra đập lên người thầy luyện đan Hồ này, đan dược bị hắn giấu đi lập tức văng ra, quay lại vào trong tay Ngô Bình. Thầy luyện đan Hồ cả kinh, giơ tay muốn đánh Ngô Bình nhưng toàn thân hơi tê dại không thể động đậy. Đám người phía sau hắn lập tức ra tay, nhưng mọi người chỉ thấy bóng người dịch chuyển, sau đó đám người lần lượt ngã xuống đất. Ngô Bình nhìn chằm chằm thầy luyện đan Hồ này nói đi, anh là ai? Thầy luyện đan Hồ bị khống chế nhưng vẫn rất mạnh miệng, nghiêm giọng nói, tôi là người của Ngạo Thế Đan Tông, tốt nhất cậu nên thả tôi ra. Nghe đến cái tên Ngạo Thế Đan Tông, sắc mặt của Lý Giản thay đổi, ông ta vội nói, tiên sinh. Ngạo Thế Đan Tông nắm quyền kinh doanh đan dược của cả Cửu Dương Cảnh, đồng thời cũng nắm trong tay 30% giao dịch buôn bán dược liệu. Dù là ở trong vũ trụ chính, Ngạo Thế Đan Tông cũng là một thế lực vô cùng lớn mạnh. Ngô Bình, vậy à? Môn phái lớn như thế sao lại xuất hiện tên lừa bịp này? Anh giơ tay ra, thầy luyện đan Hồ lập tức cảm thấy đau đớn, cả người run lên, chẳng mấy chốc không còn kiên trì nổi nữa kêu gào, tôi nói. Tôi từng là một tạp vụ cấp thấp của Ngạo Thế Đan Tông, lén trộm một ít mẫu vụn trong lúc luyện chế để làm đan giả đi gạt người khác. Lý Giản trợn to mắt, gì cơ, cậu chỉ là tạp vụ cấp thấp ở đó. Thầy luyện đan Hồ, cúi đầu, đúng thế, chỉ có những người có thiên phú về luyện đan mới có thể trở thành đệ tử chính thức, thiên phú của tôi rất bình thường nên chỉ có thể làm tạp vụ. Tạp vụ chẳng có địa vị gì nên sau 7, 8 năm, tôi quyết định rời đi. Dùng những kiến thức học được ở đó và đánh cắp được ít mảnh vụn đan dược để lừa người khác. Ngô Bình, những người đi theo bên cạnh anh cũng là giả. Hắn gật đầu, đều là tôi bỏ tiền ra mời về diễn kịch. Ngô Bình lắc đầu, anh đúng là gan to bằng trời, trước đây anh đã lừa bao nhiêu người rồi. Thầy luyện đan Hồ, tôi đi lừa gạt được mấy năm rồi, đã thành công 13 lần nhưng lúc đầu không dám lừa quá nhiều người. Lần này là lần tôi lên kế hoạch lâu nhất, số tiền lừa gạt lớn nhất. Nói đến đây hắn tha thiết cầu xin, cậu là thầy luyện đan thật, mong cậu tha cho tôi. Ngô Bình, tha cho anh nghĩ có khả năng không? Thầy luyện đan Hồ vội nói, chỉ cần thầy luyện đan chịu tha cho tôi sẵn lòng giao thứ này ra, nói rồi hai tay hắn lấy một thứ ra. Ngô Bình nhìn sang, nhận ra đây là một lệnh bài màu tím hình tròn. Anh hỏi, đây là cái gì? Thầy luyện đan Hồ, nói, cầm thứ này trong tay thì có thể trở thành đệ tử sơ cấp của Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình cười mỉa, một thầy luyện đan như tôi chẳng có hứng thú gì với Ngạo Thế Đan Tông. Vừa dứt lời, anh đã bị Lý Giản kéo qua một bên, mắt Lý Giản sáng lên nói, thầy luyện đan, tôi nhận ra thứ đó, đúng là tín vật của Ngạo Thế Đan Tông, có nó trong tay thì có thể trở thành đệ tử của Đan Tông. Phải biết là thứ này mỗi năm chỉ có 3 cái, vô số thế lực lớn đều sứt đầu mẻ trán vì tranh giành nó. Ngô Bình, chỉ là một đệ tử sơ cấp thôi mà lại hấp dẫn thế sao? Lý Giản, đương nhiên, đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông có thể nhận được nhiều tài nguyên nhất, còn có thể nhận được truyền thừa đan dược tinh khiết nhất. Ai trên thế gian này mà không muốn trở thành một thầy luyện đan chứ? Ngô Bình động tâm, mục đích mình đến Cửu Dương Cảnh là để mua dược liệu. Nếu vào được Ngạo Thế Đan Tông thì chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Anh hỏi vị thầy luyện đan Hồ, đó, đệ tử của Đan Tông mua đan dược có được ưu đãi gì không? Lý Giản nói, ưu đãi? Không cần, chỉ cần là thứ cần cho việc luyện đan của đệ tử Đan Tông thì có thể cung cấp dược liệu với số lượng không giới hạn, hơn nữa không cần trả một xu. Nhưng nhất định phải giao một nửa đan dược luyện chế ra cho bên trên, nửa còn lại tự mình giữ lại sử dụng riêng. Ngoài ra, cũng sẽ có phần thưởng cho những viên đan dược mà cậu nộp lên trên.
phần thưởng gì cơ, Ngô Bình rất quan tâm đến chuyện này. Thầy luyện đan hồ, nói, được tiền, hơn nữa còn có thể nâng cao cấp bậc. Cấp bậc cao rồi thì có thể mua được những thứ cao cấp hơn, chẳng hạn như lò luyện đan và phương thuốc. Ngô Bình nhìn hắn hỏi, nếu anh đã có món đồ này, tại sao bản thân không trở thành một đệ tử chính thức? Thầy luyện đan hồ, cười khổ nói, thứ này là do tôi tình cờ có được, tôi ở bên ngoài lừa bịp người khác, làm sao có thể quay về ngạo thế đan tông được chứ? Hơn nữa thiên phú của tôi cũng tầm thường, cho dù có gia nhập vào cũng chỉ là sống qua ngày, cuối cùng cũng không thể trở thành thầy luyện đan, sớm muộn gì cũng bị loại ra thôi, thay vì như thế, tôi thả ở ngoài lừa tiền tự do phóng khoáng biết bao. Ngô Bình nói với Lý Giản, ông chủ Lý, tôi quyết định tha cho hắn, ông nghĩ sao? Lý Giản cười nói, nếu không nhờ có thầy luyện đan giúp thì bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào nữa, cậu xử lý thế nào cũng được. Ngô Bình gật đầu, hỏi thầy luyện đan hồ, này, anh tên gì? Người này nói, tôi là Hồ Tông Linh. Ngô Bình, Hồ Tông Linh, bên cạnh tôi đang thiếu một người giúp đỡ, anh có đồng ý đi theo tôi không? Hồ Tông Linh sửng sốt, lần này không bị giết hắn đã rất mãn nguyện rồi, không ngờ Ngô Bình lại cho hắn đi theo, hắn mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quỳ xuống đất nói, cảm ơn thầy luyện đan đã xem trọng, tôi nhất định sẽ trung thành với cậu. Đến chết mới thôi. Ngô Bình, anh không cần phải chết, tôi hái thêm một ít dược, qua một thời gian nữa muốn đến ngạo thế đan tông, anh khá hiểu biết về bên đó. Mắt Hồ Tông Linh sáng rực, nếu thầy luyện đan muốn đến ngạo thế đan tông, chắc chắn sẽ trở thành đệ tử đứng đầu. Ngô Bình, ừ, bây giờ anh và tôi nói một chút về tình hình của ngạo thế đan tông. Hồ Tông Linh này nói với anh rằng đệ tử chính thức của ngạo thế đan tông được chia theo số lượng và màu sắc của đỉnh lò. Trong đó, những người vừa gia nhập là đệ tử nhất đỉnh, trong đó còn được chia thành 4 phẩm vị trắng, vàng, xanh, tím. Với sự cải tiến của kỹ thuật đan dược, phẩm vị cũng sẽ thay đổi. Trên nữa là đệ tử nhị đỉnh, trở thành đệ tử nhị đỉnh không chỉ có thể luyện chế được đan dược tương ứng mà còn đạt đến cấp bậc luyện chế, còn luyện chế được đan dược đủ số lượng. Đệ tử của ngạo thế đan tông không có giới hạn cao nhất, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì sẽ là đệ tử đỉnh thứ mấy đó. Hiện nay, đệ tử có cấp bậc cao nhất của đan tông là một đệ tử cấp hoàng thất đỉnh, được coi là thiên tài hàng đầu của ngạo thế đan tông trong 500 năm trở lại đây. Yêu cầu của đệ tử thất đỉnh vô cùng cao, huống gì hắn ta còn là đệ tử hoàng đỉnh cấp 2. Ngoài ra, ngạo thế đan tông có tầm ảnh hưởng rất lớn trong vũ trụ chính. Là một trong 5 đan tông lớn. Tông chủ là cao thủ đạo cảnh trong vũ trụ chính, có đạo cảnh chấn giữ trong các thế lực có quan hệ tốt với đan tông. Nghe thế, Ngô Bình động tâm, sau này anh sẽ đi vào vũ trụ chính để tu luyện, nếu hiện tại có thể gia nhập vào ngạo thế đan tông thì rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của anh. Anh hỏi, đệ tử ở đây sau này muốn đến vũ trụ chính không? Hồ Tông Linh, Cửu Dương Cảnh chỉ là một trong rất nhiều địa bàn của Đan Tông. Sau khi trở thành đệ tử chính thức và thăng cấp lên Tam Đỉnh, cậu có thể đăng ký để đến vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu, vậy thì không khó. Lý Giản cười nói, tốt quá rồi. Thầy luyện đan Lý chắc chắn sẽ trở thành đệ tử chính thức của ngạo thế Đan Tông. Ngô Bình gật đầu, anh gọi cho văn nhân Tử Y đến nói, Tử Y, tôi muốn đến một nơi, không biết tương lai thế nào. Thế nên tôi nghĩ tạm thời để cô ở lại đây, ông chủ Lý là bạn tốt của tôi, cũng có thể chăm sóc cô thay tôi. Văn nhân Tử Y biết gia nhập ngạo thế đan tông là chuyện cực kỳ lợi hại, cô ấy vô cùng ủng hộ, ừ, ở đây rất tốt, tôi đợi đại ca về. Ngô Bình cũng không vội đi ngay, anh để Hồ Tông Linh ở lại tiếp tục tu luyện của đây. Anh đã tìm đủ dược liệu nhị chuyển và tam chuyển, sau đó luyện chế đan dược, lần lượt sử dụng. Hoàn toàn thành công nhị chuyển và tam chuyển trong cửu chuyển bí thai. Sau tam chuyển, anh cảm nhận rõ bí thai mạnh hơn trước rất nhiều. So với bí thai thông thường, bí thai của anh chắc chắn có thể đè ép đối thủ. Nhưng tam chuyển vẫn chưa đủ, thứ anh muốn là chuyển thứ 9. Tiếp theo là chuyển thứ 4, nhưng dược liệu chuyển thứ 4 dùng đến cực kỳ quý hiếm, hiện giờ anh vẫn chưa thu thập được. Ở nhà của Lý Giản 4 ngày. Ngô Bình chính thức tạm biệt anh ta và văn nhân Tử Y, đồng thời bảo rằng sau khi ổn định, anh sẽ đến đón văn nhân Tử Y.
Trưa hôm đó Ngô Bình lưu luyến tạm biệt hai người, cùng Hồ Tông Linh đi đến Ngạo Thế Đan Tông. Trên đường đi, anh hỏi rất nhiều về tình hình của Ngạo Thế Đan Tông, hành trình cả vạn dặm sẽ đi mất một khoảng thời gian. Trong lúc đó Ngô Bình lấy bản đồ linh dược ra xem, phát hiện trên đường đi sẽ đi ngang qua một khu vực có linh dược trên cấp 10. Đến gần khu vực này, anh nói với Hồ Tông Linh, nghe nói phía trước có linh dược trên cấp 10, chúng ta đến đó xem thử vận may thế nào. Hồ Tông Linh giật mình nói, công tử, cậu có chắc là muốn đi không? Cho dù là Ngạo Thế Đan Tông cũng rất khan hiếm linh dược cấp 10, chứ đừng nói đến linh dược trên 10 cấp. Theo như tôi được biết, nơi này là địa bàn của Bàn Võ Môn, thế lực của Bàn Võ Môn cực kỳ lớn mạnh, là một trong những thế lực quan trọng nhất ở Cửu Dương Cảnh, ngộ nhỡ bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngô Bình, vậy thì cẩn thận một chút, nếu anh sợ thì cứ ở đây đợi tôi. Hồ Tông Linh vội nói, công tử không sợ, dĩ nhiên tôi cũng không sợ. Phía trước là một dãy núi kéo dài hơn 300 dặm, nằm trong địa bàn của Bàn Võ Môn. Khi đến chân núi, Ngô Bình lập tức ẩn thân, sau đó mở Đại Thiên Dược Điển ra bắt đầu tìm linh dược. Rất nhanh, sách thuốc đã hiện ra, chỗ cách anh hơn 100 dặm có một điểm sáng màu tím, dường như bắt mắt hơn không duy tiên thụ mà anh tìm được trước đây. Lẽ nào linh dược này là linh dược cấp 15 mạnh hơn? Hồ Tông Linh rất ngạc nhiên, lẩm bẩm, đây là Đại Thiên Dược Điển sao? Công tử đúng là may mắn, thế mà lại có được bảo vật quan trọng như vậy. Ngô Bình, Hồ Tông Linh, Ngạo Thế Đan Tông có linh dược cấp 15 không? Hồ Tông Linh nói có, chắc chắn có, nhưng người ở cấp bậc như tôi không thể tiếp xúc được. Nhưng dù cho có thì cũng cực kỳ ít, có thể chỉ có 2-3 cây thôi. Ngô Bình nói, ừ, vậy tôi càng không thể bỏ lỡ cây thuốc này được. Chẳng mấy chốc anh xuất hiện ở vị trí của điểm sáng màu tím, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng anh vẫn còn chưa tìm được thì có một bàn tay vươn ra từ dưới đất rồi kéo anh vào sâu trong lòng đất. Anh càng lúc càng lún sâu vào trong lòng đất, áp lực xung quanh ngày một lớn, dần dần anh cũng không thở nổi, lập tức lớn tiếng nói tiền bối, ta không có ý xấu. A Chân, không duy tiên thụ, các vị vẫn không chịu nói chuyện à? Lúc này không duy tiên thụ nói, tiền bối, không ngờ lại định cư ở đây. Một giọng nói của phụ nữ vang lên, đối phương nói, hóa ra là ngươi, sao ngươi lại đi theo hắn đến đây? Không duy tiên thụ, trên người hắn có Đại Thiên Dược Điển bản gốc, ta rất thích môi trường trong này nên đã thỏa thuận với hắn. Người phụ nữ, sao có thể tin được lời nói của con người chứ? Ngô Bình nói, tiền bối, tôi và không duy tiên thụ là đôi bên cùng có lợi, chuyện này không cần sự tin tưởng, chỉ cần có thể có lợi với đối phương là được. Người phụ nữ cười mỉa, cậu còn dám miệng lưỡi trơn tu ở trước mặt tôi à? Một bàn tay lớn được ngưng tụ từ đất đánh mạnh vào ngực Ngô Bình, anh hừ một tiếng rồi nôn ra búng máu. Ngô Bình lau vết máu trên miệng nói, tiền bối, tôi chỉ đến gặp mặt tiền bối, nếu tiền bối không tin tưởng tôi, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, chúng ta tạm biệt ở đây, không cần gặp lại. Muốn đi à? Người đến gần tôi trong phạm vi 10 dặm thì không thể sống sót rời khỏi đây, giọng người phụ nữ trở nên lạnh lùng. Ngô Bình thở dài nói, đường đường là một linh dược cấp 15 như tiền bối mà còn sợ một con người có thực lực thấp như tôi sao? Chẳng lẽ tinh linh thảo mộc đều nhát gan vậy à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ cười nhạo, linh dược cấp 15, đó là chuyện của hơn 1.000 năm trước rồi. Này cậu! Cậu không cần kích tướng thế, không có tác dụng đâu. Ngô Bình ngạc nhiên nói, lẽ nào tiền bối là linh dược cấp 16? Người phụ nữ, đến cấp bậc của tôi thì đã không phải là linh dược gì nữa rồi. Không duy tiên thụ nói, tốt nhất ngươi nên kính trọng tiên tử một chút. Tiên tử, Ngô Bình bỗng nhiên thở dài nói, tiên tử chắc đã hóa thành người rồi. Trước khi xử tử tôi, có thể cho tôi nhìn qua dung mạo tuyệt thế của tiên tử không? Như thế dù tôi có chết cũng không hối tiếc. Cô gái im lặng mấy giây thì có một luồng ánh sáng rọi xuống, bên trong xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng nhìn Ngô Bình. Hai mắt Ngô Bình mở to, cảm khái, tiên tử thật đẹp, hơn hẳn mọi cô gái. Ta có thể thấy được một mặt thì có chết cũng đáng. Lúc này,
anh đã nhận ra linh dược cấp 16 đã có được tình cảm của con người. Nói cách khác, cô gái xinh đẹp do linh dược hóa thành kia thật ra đã có được cảm xúc của con người. Chỉ cần đối phương có tình cảm thì dễ xử lý rồi. Không ai lại ghét được người khen, đặc biệt là Ngô Bình còn nói thật, vẻ ngoài của cô ấy đúng là rất đẹp. Cô gái là linh dược cấp 16, thực lực mạnh mẽ, ở cả linh dược giới của Cửu Dương cảnh cũng có địa vị cực cao. Nhưng mà, những linh dược khác cùng lắm chỉ kính trọng chứ sẽ không khen và càng không ca ngợi cô ấy xinh đẹp. Giờ phút này, trước lời khen của Ngô Bình, trong lòng cô gái xinh đẹp kia chợt dâng lên một niềm vui sướng lạ kỳ. Tuy sắc mặt của cô ấy vẫn lạnh lẽo như băng, nhưng giọng điệu đã không còn cứng rắn như trước. Loài người các ngươi đều thích nói dối, cô ấy nói. Ngô Bình giơ tay phải lên nói, ta mà nói dối hay trong lòng cảm thấy tiên tử không đẹp thì lập tức sẽ mất hết tu vi, xét đánh đến chết, trọn đời không thể siêu sinh. Lời thề ác độc như vậy khiến cho cô gái tin tưởng vào lời nói của Ngô Bình bèn hỏi, vậy thì, tại sao ngươi lại đến nơi này? Ngô Bình, là ta sai, biết nơi này có linh dược mạnh mẽ bèn nghĩ đến đây chào hỏi xem có muốn đến cuốn sách thuốc đại thiên ở không. Ai ngờ lại làm phiền đến tiên tử, đúng là muôn lần đáng chết. Tiên tử, hãy ra tay đi. Sau khi ta chết, cuốn sách thuốc này sẽ giao lại cho cô, mong rằng có thể giúp ích cho tiên tử. Cô gái im lặng khoảng mấy phút mới mở miệng hỏi, trên người của ngươi có rất nhiều dược liệu, thậm chí là khí tức của đan dược. Lẽ nào, ngươi là thầy luyện đan? Ngô Bình gật đầu, ta có biết chút về luyện đan. Cô gái, biết luyện đan, vậy thì cũng hiểu biết pha chế dược liệu. Ngô Bình cười bảo, nếu không hiểu thì không thể luyện đan. Cô gái gật đầu, ta có chuyện cần ngươi giúp, nếu ngươi có thể giúp được thì ta sẽ không giết. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên bảo, tiên tử xin mời nói. Cô gái, 500 năm trước, ta gặp được một kiếp nạn, một con cáo đã cứu ta, nhưng nó cũng bị thương nặng. Mấy năm nay, tuy ta vẫn giúp nó nhưng vết thương của nó ngày càng trở nặng. 500 năm nay, tu vi vẫn dậm chân tại chỗ. Ta luôn muốn pha chế một loại thuốc chữa khỏi vết thương cho nó, song lần nào cũng thất bại. Nếu ngươi hiểu mảng này thì có thể cung cấp dược liệu, phối chế trị thương cho nó không? Ngô Bình nghĩ bụng cái này chẳng phải dễ à, nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử nói, tiên tử ơi, ta rất muốn giúp, nhưng lại chỉ biết chút y thuật, lỡ trị không hết chẳng phải sẽ hại nó sao? Cô gái khẽ thở dài nói, ngươi cứ cố hết sức đi, vết thương của nó đã ngày càng nặng, nếu không giải quyết e rằng sẽ ảnh hưởng đến nền móng tu luyện của nó. Ngô Bình gật đầu, được, ta chắc chắn sẽ dốc hết sức cứu giúp. Anh nói xong, cơ thể lập tức tiến vào một không gian khác. Lúc này, Ngô Bình đang ở trong một vườn hoa. Tại đây, cô gái xinh đẹp kia đang ôm một con cáo xanh. Trông nó hết sức uể oải, ánh mắt đờ đẫn giống như một con mèo con dựa vào trong lòng chủ nhân. Cô gái gật đầu với Ngô Bình nói, nơi này là thế giới linh đài của ta. Ngô Bình hỏi, tiên tử, là con cáo này hả? Cô gái đáp, đúng vậy, nó chính là Thanh Nhi. Ta coi nó là em gái của mình. Ngô Bình bước lên trước, giơ tay ôm lấy nó phát hiện trên lên có mấy miệng vết thương nhỏ, nhưng thịt và xương đều đang bị một sức mạnh khủng bố ăn mòn. Ngô Bình hoảng sợ nói, trong miệng vết thương này có sức mạnh ăn mòn sức sống cực kỳ khủng bố, đây là kiếp lực. Cô gái khẽ thở dài đáp, đúng vậy, lúc đó ta đang độ kiếp. Vốn dĩ, đã không còn sức đỡ nổi đòn cuối cùng, là Thanh Nhi nhào tới đỡ thay ta một kiếp. Ngô Bình hỏi, tại sao nó lại muốn chắn thiên kiếp giúp cô? Cô gái đáp, trước đó, nó bị xà yêu đuổi giết, ta đã cứu nó. Không ngờ, nó vẫn nhớ, vào lúc quan trọng còn cứu ta một mạng. Ngô Bình, chắn thiên kiếp mà không chết thì xem ra thực lực lúc đó của nó cũng không yếu. Cô gái, lúc ấy, Thanh Nhi có tu vi của yêu hoàng cũng tương đương với tu sĩ đạo cảnh sơ kỳ của loài người. Ngô Bình, vậy thì đỉnh quá, để ta thử xem, thuốc ở đâu. Cô gái vung tay lên đã có mấy trăm gốc cây bay đến, nhìn thoáng qua thì chúng đều là cấp 10, cấp 12, thậm chí 13. Ngô Bình sáng mắt lên nói, tiên tử, nếu ta chữa được cho cáo xanh thì có thể cho ta những dược liệu còn lại không? Cô gái, trong linh đài của ta còn có rất rất nhiều dược liệu,
người mà chữa được cho Thanh Nhi thì dù tặng hết cho người cũng không sao. Ngô Bình vỗ tay một cái, được, cứ giao cho ta. Anh quan sát một lát bèn suy nghĩ nên trị như thế nào. Đầu tiên, anh chọn ra ba loại chính trong đống dược liệu, lại lấy ra một ít dược liệu của bản thân rồi bắt đầu luyện chế một loại đan dược tên là Độ Ách Linh Đan. Ngô Bình luyện liền hai lò, lò đầu là thượng phẩm, không có tác dụng gì. Lò thứ hai đạt tới cực phẩm và tổng cộng luyện được 3 viên. Anh đút cho Thanh Hồ viên thứ nhất rồi lấy tiên châm ra ghim đầy kim lên người nó. Thoáng chốc, Thanh Hồ lập tức chìm vào giấc ngủ, nằm im trên mặt đất. Ngô Bình lại chọn thêm 5 loại dược chính, tiếp tục luyện chế loại đan dược thứ hai tên là Ngũ Hành Thần Nguyên Đan. Loại này có thể chữa trị thần nguyên. Thần nguyên của con Thanh Hồ này đã cực kỳ yếu ớt, nếu không khôi phục trước thì sẽ chẳng có cách nào trị những bệnh khác. Lần này, anh cũng luyện chế 2 lò, lò thứ hai đạt được 2 viên đan dược cực phẩm. Sau khi luyện xong, Ngô Bình bèn đút cho Thanh Hồ ăn viên Độ Ách Linh Đan thứ hai và tiếp tục luyện lò thứ ba. Sau khi nguyên thần ổn định thì cần phải khôi phục sức sống trong cơ thể. Vì sức sống của nó đã bị kiếp lục ăn mòn gần như không còn. Thế nên, giờ loại anh luyện có tên là Tam Nguyên Sinh Cơ Đan. 3 loại dược liệu quý giá đã dùng đều là linh dược cấp 10. Những linh dược cấp 10 ấy đã không còn ý thức, nhưng tính chất vẫn giữ nguyên. Lần này, luyện chế rất khó, lò thứ nhất chỉ miễn cưỡng đạt tới trung phẩm. Sau khi luyện xong, anh lại đút cho Thanh Hồ ăn viên Độ Ách Linh Đan thứ 3. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò Tam Nguyên Sinh Cơ Đan thứ 2. Lần này, đan dược đạt tới thượng phẩm. Ngô Bình lại không hài lòng, tiếp tục luyện lò thứ 3 mà lúc này lại đạt tới thượng phẩm. Anh lẩm bẩm, tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng có thể cố mà dùng được. Bấy giờ, Thanh Hồ cũng tỉnh lại. Nó cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, miệng vết thương và kiếp lực trong người đang bị một sức mạnh khác chèn ép ở trong một góc. Lần này, Ngô Bình bảo nó nuốt loại đan dược thứ hai là Ngũ Hành Thần Nguyên Đan. Chỉ ăn một viên đan dược này mà con ngươi Thanh Hồ đã sáng lên, mơ hồ tỏa ra một khí tức của hoàng giả. Ăn xong viên thứ hai, nó bỗng nhiên biến lớn. Ban đầu, nó chỉ như một con mèo nhỏ, nhưng giờ lại hóa thành một con cáo màu xanh cao mấy chục mét. Ngô Bình gật đầu, bảo nó nuốt Ngũ Hành Thần Nguyên Đan và Tam Nguyên Sinh Cơ Đan cùng một lúc. Thoáng chốc, Thanh Hồ lại to lên, hóa thành một con cáo xanh cao 100 mét, quanh người cũng tỏa ra một luồng khí tức khủng bố. Cô gái xinh đẹp mừng rỡ nói, xem ra, Thanh Nhi có thể khôi phục lại được rồi. Đợi khoảng nửa tiếng, Ngô Bình lại bảo Thanh Hồ ăn thêm một viên Tam Nguyên Sinh Cơ Đan. Sức mạnh của đan dược bùng nổ, cuối cùng Thanh Hồ cũng nhờ sức mạnh ấy loại bỏ kiếp lực. Một luồng ánh sáng màu đen bị nó nôn ra, bay ra mấy 100 mét hóa thành một con gì đó đang nhúc nhích. Ngay sau đó, Thanh Hồ lập tức biến mất, ánh sáng lấp lánh hạ xuống hóa thành một cô gái áo xanh xinh đẹp. Có vẻ ngoài không chút thua kém người đẹp linh dược. Thanh Nhi, cô gái mừng rỡ rồi ôm em mình vào lòng. Thanh Hồ nũng nịu nói chị, cảm ơn chị đã mời y tiên đến cứu em. Cô gái khẽ thở dài nói, Thanh Nhi, tất cả cũng do chị mà ra, nếu không vì cứu chị thì em cũng không lỡ mất 500 năm thời gian. Thanh Nhi cười nói chị, cứu được chị thì em có chết cũng đáng. Chị đừng quên, chính chị cũng đã cứu mạng em. Dứt lời, Thanh Nhi đi tới gần Ngô Bình rồi hành lễ, cảm ơn ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình, cô nương đừng khách sáo, được giúp cô cũng là vinh hạnh của tôi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là công lao của tiên tử, nếu không nhờ có các linh dược này thì tôi cũng phải bó tay. Cô gái nói, anh đã chữa khỏi cho Thanh Nhi nên tôi không giết anh nữa, ngoài ra anh cũng có thể mang các linh dược này đi. Cảm ơn tiên tử. Ngô Bình vội vàng cất hết linh dược đang lơ lửng trên cao đi. Thật ra anh có thể luyện chế ra đan dược tốt hơn, nhưng vì tiếc, bởi anh biết số linh dược còn lại sẽ là của mình. Ngô Bình lấy linh dược xong thì định tạm biệt chị em họ, nhưng cô gái kia lại nói, tôi có thể thả anh đi, nhưng anh vẫn phải giúp tôi một việc nữa. Ngô Bình hỏi, tiên tử có gì căn dặn? Cô gái, anh hãy dẫn Thanh Nhi rời khỏi đây, tôi sắp lịch kiếp rồi. Để Thanh Nhi ở cạnh sẽ liên lụy đến em ấy. Thanh Nhi vội nói chị, em không đi đâu. Cô gái, em không được quyết định, nghe lời chị.
chờ chị lịch kiếp xong thì sẽ đi tìm hai người. Sau đó, cô ấy nói với Ngô Bình, Thanh Nhi vừa khôi phục tu vi, anh lại giỏi y thuật và luyện đan nên hãy điều chỉnh lại cơ thể cho em ấy. Nếu anh làm tốt thì khi nào gặp lại, tôi sẽ có thưởng. Ngô Bình chớp mắt, xin tiên tử cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc Thanh Nhi cô nương chu đáo. Dứt lời, Ngô Bình và Thanh Nhi chợt thấy trời đất chao đảo, họ đã rời khỏi thế giới linh đài rồi xuất hiện ở bên ngoài. Thanh Nhi gọi, chị ơi! Xong, không hề có một lời hồi đáp nào, rõ ràng tiên tử kia đã rời khỏi đây, không biết đang lịch kiếp ở đâu. Thanh Nhi nước mắt lưng tròng, vô cùng lưu luyến. Ngô Bình, Thanh Nhi cô nương đừng buồn, sớm muộn gì hai chị em cô cũng được đoàn tụ thôi. Thanh Nhi gật đầu, cảm ơn công tử đã an ủi. Ngô Bình, Thanh Nhi cô nương, tôi phải đến Ngạo Thế Đan Tông. Tôi thiết nghĩ, so với ở bên ngoài thì cô nên yên ổn tu luyện trong Đại Thiên Dược Điển thì hay hơn. Cách một khoảng thời gian, tôi sẽ điều chỉnh sức khỏe cho cô một lần, để cô nhanh chóng khôi phục tu vi như cũ. Thanh Nhi, phiền công tử. Ngô Bình lấy dược điển ra, Thanh Nhi đã hóa thành một tia sáng rồi chui vào đó. Sau đó, Ngô Bình cũng cho linh dược mình vừa lấy được vào trong Đại Thiên Dược Điển. Sau khi có rất nhiều linh dược trên cấp 10, Đại Thiên Dược Điển đã có sự thay đổi thần kỳ, bề mặt nó phát sáng rồi biến thành một đồng tử mặc áo vàng. Đồng tử mỉm cười với Ngô Bình rồi nói, Kim Đồng tham kiến công tử. Ngô Bình, cậu là linh khí của Đại Thiên Dược Điển à? Vâng, do công tử đã thu thập được đủ dược liệu nên giờ đã trở thành người sử dụng sơ kỳ của Đại Thiên Dược Điển. Ngô Bình, thế trước tôi chưa phải người sử dụng à? Chưa ạ, trước đó công tử chỉ là khách quý nên được dùng thôi. Còn bây giờ, Đại Thiên Dược Điển có thể tiến vào tinh thần của công tử và tự biến thành một không gian. Ngô Bình sáng mắt lên, thật ư, tốt quá rồi. Kim Đồng, xin công tử hãy chuẩn bị. Cậu ta vừa nói dứt câu thì đã có một luồng sáng bay tới mi tâm của Ngô Bình, ngay sau đó đã có một không gian rất rộng xuất hiện trong đầu Ngô Bình, bên trong nó còn có rất nhiều không gian cấp 2, hầu hết trong các không gian này đều có linh dược mà anh đã thu thập. Kim Đồng cũng xuất hiện trong ý thức của Ngô Bình, chúc mừng công tử đã chính thức có được Đại Thiên Dược Điển. Ngô Bình gật đầu, Kim Đồng, có phải dược liệu tôi thu thập càng nhiều thì quyền sử dụng của tôi càng cao không? Vâng ạ, giờ công tử là người sử dụng sơ cấp, sau này còn lên trung cấp, cao cấp, cuối cùng sẽ thành chủ nhân của cuốn sách này. Ngô Bình đã rất hài lòng rồi, được lắm. Hồ Tông Linh thấy thế thì thấy vô cùng ngưỡng mộ, chúc mừng công tử đã luyện hóa được Đại Thiên Dược Điển, sau này nhất định công tử sẽ trở thành người đứng đầu của đan dược giới. Ngô Bình, bất nịnh bợ đi, Hồ Tông Linh, chúng ta đi tiếp thôi. Đoạn đường tiếp theo. Bọn họ đi rất nhanh, giữa chừng Ngô Bình lại vào hai nơi khác để tìm linh dược. Ba ngày sau, cuối cùng họ đã xuất hiện trước cổng của Ngạo Thế Đan Tông. Cổng của Ngạo Thế Đan Tông trông oách hơn hẳn Thái Chân Môn, cánh công cao vạn trượng, các phù văn trên đó đều có thể dễ dàng giết chết Ngô Bình ngay. Đó còn chưa kể hai hàng 24 pho tượng đứng trước cổng, chúng đều đã có linh tính, bên trong còn có sát trận, chỉ cần kích hoạt là có thể đấu với người xâm nhập ở đạo cảnh luôn. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt, dù anh cũng là thiên tài, nhưng khi đứng trước một thứ mạnh mẽ của vũ trụ chính thì vẫn chưa là gì cả. Hồ Tông Linh đi tới trước cổng, một đệ tử gác cổng hỏi, làm gì thế? Hồ Tông Linh, sư huynh, tôi từng là đệ tử tạp dịch ở đây, giờ thì là tùy tùng của một đệ tử, nói rồi, ông ta lấy một tấm lệnh bài màu tím ra. Thấy thế, đệ tử gác cổng tỏ vẻ khinh thường rồi nói. Đấy vào đi, nhớ đi thông báo trước. Vâng. Hồ Tông Linh dẫn Ngô Bình vào, họ đi được một đoạn thì Ngô Bình hỏi, hình như người đó có vẻ coi thường ông nhỉ. Hồ Tông Linh cười nói, tuy có tấm lệnh bài này thì sẽ là đệ tử sơ cấp, nhưng không phải là người được gia nhập môn phái nhờ tuyển chọn nên chẳng có sức cạnh tranh gì, rất nhiều người làm đệ tử sơ cấp cả đời nên khó tránh khỏi bị người khác coi thường. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đi tới trước một cung điện rồi vào báo danh. Lúc này, Ngô Bình vẫn dùng cái tên Ngô Bình, xuất thân thì từ thành Xích Dương, tu vi là cảnh giới bí thai. Tiếp đó,
anh đã lấy được thân phận đệ tử sơ kỳ rồi được Hồ Tông Linh dẫn tới nơi ở của mình. Nơi ở của đệ tử sơ kỳ có quy mô lớn như một trấn, vì bên trong có một ngọn núi đá nhỏ màu trắng nên có tên là trấn Bạch Sơn. Trấn này không chỉ có các đệ tử sơ kỳ, mà còn có cả tùy tùng và người thân của họ, thậm chí còn có bạn bè thân thiết đến nương nhờ, vì thế có rất đông người. Hai người đã tìm thấy nhà của mình, đó là một căn nhà 2 tầng, 8 gian khá rộng rãi. Nhưng họ vừa đến gần thì đã thấy cửa đóng, bên trong có tiếng người nói chuyện. Hồ Tông Linh nói với Ngô Bình, nhà của mình bị người ta chiếm rồi, chuyện này cũng thường xảy ra thôi, nhưng không sao, để tôi đi nói chuyện với họ. Ông ta tiến lên gõ cửa, sau đó có một người đàn ông để râu đi ra mở cửa, người đó nhìn Hồ Tông Linh rồi hỏi, tìm ai? Hồ Tông Linh lấy giấy chứng nhận đệ tử sơ cấp ra rồi nói, xin lỗi, đây là nơi ở mà môn phái phân cho công tử nhà tôi. Người đó nghe xong thì cười mỉa, em trai tôi đã cho tôi chỗ này, tôi đã sống ở đây 17 năm, giờ ông bảo là chỗ của công tử nhà ông thì tôi phải nhường à. Gã chỉ về phía đối diện rồi nói, bên đó có mấy căn trống đấy, sang mà ở, đừng có làm phiền tôi. Dứt lời, gã định đóng cửa, nhưng mới đóng được một cửa đã bị kẹt lại. Thì ra là Ngô Bình đã chèn vào cửa rồi nói, ai cho anh sống ở nhà của tôi hả? Người đàn ông nổi giận, thằng oát con này, em trai tao đã là đệ tử sơ cấp từ 20 năm trước rồi, cậu ấy là đệ tử nhị đỉnh rồi đấy. Ngô Bình, dù tên đó là đệ tử thập đỉnh thì đây vẫn là nhà của tôi cho anh nửa tiếng để dọn đi. Người đàn ông thấy Ngô Bình không chịu yếu thế nên cũng không dám xung đột với anh, tuy gã có một người anh em là đệ tử nhị đỉnh, nhưng thực lực lại chẳng ra sao cả. Ngay sau đó, gã đã dẫn hết người nhà thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Xong, vì có nhiều món đồ quá nặng nên vẫn tạm gửi lại. Chờ nhà gã đi rồi, Ngô Bình đã ném hết số đồ đạc còn lại của nhà gã ra bãi đất trống trước cổng nhà, nếu gã cần thì cứ việc quay lại lấy. Sau đó, anh bảo Hồ Tông Linh đi quét dọn, còn mình thì tự dọn phòng riêng cho mình. Anh vừa dọn dẹp xong thì chợt có tiếng nói vang lên ở bên ngoài, tên mới đến kia cũng to gan đấy, dám đuổi anh tôi đi à? Ngô Bình vừa nghe đã biết là tên chiếm nhà mình đã gọi anh em của gã tới gây sự. Anh đẩy cửa bước ra, Hồ Tông Linh cũng đi theo. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy người lên tiếng là một thanh niên ngoài 30 tuổi, dáng người hắn không cao, mặc đồ màu xanh, vẻ mặt thì hằm hằm. Ngô Bình, anh ta chiếm nhà của tôi chưa đánh cho là nể mặt lắm rồi đấy. Giờ anh đến đây làm gì? Thích đánh nhau à? Tên kia cười mỉa, đánh nhau. Cậu vừa mới đến đã đòi đánh nhau với đệ tử nhị đỉnh như tôi, lấy đâu ra dũng khí thế hả? Ngô Bình, loại vô dụng như anh thì tôi chẳng sợ nên không cần dũng khí gì hết. Bớt lời đi, thích đánh nhau thì đánh, tôi không rảnh phí lời với các người. Tên kia tức sôi máu, sau đó lách người tung một quyền ra, động tác của hắn rất nhanh, lực cũng khá mạnh. Ngô Bình cười khẩy, anh chẳng những không lùi lại, mà còn tấn công lại hắn. Sau đó tung một chưởng trúng ngực tên đó. Hự! Ngực tên đệ tử nhị đỉnh kia đau nhói, hắn ngã vật ra đất mãi không cử động được. Tên chiếm nhà của Ngô Bình thì sợ quá, vội vàng đỡ tên kia dậy rồi nói, thôi anh không cần ngôi nhà này nữa, chúng ta đi thôi. Tên đệ tử nhị đỉnh cũng không ngu, biết Ngô Bình có thực lực hơn mình nên lập tức biết điều ngay. Hắn vật lộn dưới đất mãi mới hít thở bình thường lại được. Sau đó lườm Ngô Bình nói, cậu cứ chờ đấy, chúng ta chưa xong đâu, sau đó hắn chật vật đứng dậy rồi lảo đảo rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Ngô Bình ý thức được một điều là mình cần nâng cao thân phận, không thì các chuyện phiền phức như này còn đến nữa. Vì thế, anh hỏi Hồ Tông Linh, khi nào tôi mới đi kiểm tra được? Hồ Tông Linh, chuyện này đơn giản, chỉ cần đến cửu đỉnh các và tham gia xét cấp bậc tương ứng là được. Lần thứ nhất chỉ xét duyệt một đỉnh. Nhưng sau đó có thể lên 2 đỉnh hoặc 3 đỉnh. Sau đó mới có thể xét duyệt 4 hoặc 5 đỉnh, rồi cứ thế lên tiếp. Ngô Bình, tôi nhớ ông từng bảo đệ tử ngũ đỉnh ở đây không nhiều đúng không? Hồ Tông Linh gật đầu, đúng thế, chỉ có hơn chục đệ tử ngũ đỉnh thôi, đệ tử lục đỉnh thì có 2 người, thất đỉnh thì chỉ có 1. Ngô Bình cười nói, vậy thì tôi chỉ cần là đệ tử tam đỉnh thôi là có địa vị khá ổn rồi đúng không?
Hồ Tông Linh, đương nhiên, đệ tử tam đỉnh thuộc tầm trung, số lượng còn chưa bằng 1/10 đệ tử nhị đỉnh. Đệ tử tứ đỉnh thì còn ít nữa, chỉ tầm 1/20 của đệ tử tam đỉnh thôi, nhiều nhất vẫn là đệ tử nhất đỉnh, đến vài chục nghìn người lận. Ngô Bình, thế thì hôm nay kiểm tra đệ tử nhất đỉnh trước. Hồ Tông Linh, vâng, nếu công tử có thể đạt đến đệ tử thanh đỉnh hoặc tử đỉnh thì sẽ nhận được sự quan tâm và đãi ngộ đặc biệt của môn phái. Ngô Bình, thế à, có bao nhiêu đệ tử thanh đỉnh và tử đỉnh trong môn phái? Hồ Tông Linh lắc đầu, ít lắm, trong số mấy chục nghìn đệ tử nhất đỉnh thì chỉ có khoảng 1.000 đệ tử là hoàng đỉnh, thanh đỉnh thì chưa tới 50 người, tử đỉnh thì còn ít nữa, chắc chỉ 3 đến 5 người thôi. Đệ tử tử đỉnh dù chỉ là nhất đỉnh thì cũng có đãi ngộ như đệ tử ngũ đỉnh. Ngô Bình sáng mắt lên, được phết nhỉ. Hồ Tông Linh nói tiếp, đây mới là đãi ngộ cho đệ tử nhất đỉnh thôi, nếu là đệ tử song tử đỉnh thì còn được đãi ngộ như đệ tử lục đỉnh cơ, nếu là đệ tử tam tử đỉnh thì sẽ sánh ngang với đệ tử thất đỉnh. Ngô Bình cười nói, ngũ tử đỉnh thì sao? Hồ Tông Linh cười nói, thì sẽ nhận được đãi ngộ như đệ tử thập đỉnh. Nhưng từ xưa đến nay, chưa ai đạt đến cấp đó. Ngô Bình sáng mắt lên nói, được đấy, xem ra mình đến đúng chỗ rồi. Anh dọn dẹp nhà cửa xong thì gọi Hồ Tông Linh dẫn mình đến cửu đỉnh các. Đến nơi rồi, anh nhìn thấy có khá nhiều người đang tham gia kiểm tra ở đây. Người xét duyệt được cấp bậc thì vui vẻ hào hứng, kẻ không được thì tiêu nghỉu như nhà có tang. Có thể thấy quá nửa số đệ tử sơ cấp đến đây kiểm tra không được xét lên đệ tử nhất đỉnh. Các đệ tử này đều mặc đồ màu trắng và được gọi là đệ tử áo trắng, điều này có nghĩa là họ không có đỉnh nào. Bây giờ, Ngô Bình cũng đang mặc áo trắng. Ngô Bình lấy làm lạ khi có rất đông người xếp hàng, hỏi ra mới biết các đệ tử áo trắng cứ 3 tháng lại được xét duyệt một lần. Mỗi năm, họ sẽ được tham gia 4 lần xét duyệt, vì thế nơi này luôn đông đúc. Ngô Bình chờ hơn một tiếng mới đến lượt vào đại điện xét duyệt. Có một trưởng lão đan tông đưa cho anh một bài thi, trên đó có ghi dược lý và các kiến thức luyện đan cơ bản. Tuy là kiến thức cơ bản, nhưng hầu hết các đệ tử áo trắng đều không nắm được, có người thi đến 7, 8 năm rồi mà vẫn tạch. Ngô Bình cầm lấy xong thì lấy bút ra làm ngay, vài phút sau đã xong. Trưởng lão kia thờ ơ lấy lại bài thi, sau đó đọc lướt nhanh rồi cho điểm tuyệt đối. Cuối cùng ông ấy cũng tươi cười nói, tốt lắm, cậu là người đầu tiên được điểm tuyệt đối trong ngày hôm nay. Tiếp theo, cậu có thể sang vòng kiểm tra luyện đan, dứt lời, ông ấy đưa cho Ngô Bình một phiến ngọc có khắc bản đồ. Ngô Bình cầm lấy xong thì đi sang một đại điện khác, chỉ có khoảng 1/3 tổng số các đệ tử qua được vòng một nên ở đây cũng không đông lắm. Có thể nhìn thấy rất nhiều lò luyện đan ở đây, cạnh các lò đều có giá để đồ chứa rất nhiều dược liệu và dụng cụ để luyện đan. Các đệ tử áo trắng đang chăm chỉ luyện đan, nhưng Ngô Bình vừa nhìn đã thấy cách làm của họ đều có vấn đề, chắc chỉ ở trình thấp. Anh nhìn xung quanh một lượt thì thấy không có lò luyện đan nào còn trống nên đành ngồi chờ. Song đúng lúc này, trưởng lão ban nãy đã đi tới rồi cười nói với anh, cậu thi được điểm tuyệt đối nên tôi sẽ phá lệ, ưu tiên cho cậu luyện đan trước. Ngô Bình chắp tay, cảm ơn trưởng lão. Trưởng lão kia xua tay. Ngay sau đó đã có người dẫn Ngô Bình đến trước một lò luyện đan. Trên giá để đồ cạnh đó có sách luyện đan ghi những hướng dẫn chi tiết về luyện đan. Đương nhiên chúng chẳng có ích gì với Ngô Bình cả. Chỉ có vài quy tắc là hữu dụng, các đệ tử áo trắng muốn qua vòng thì cứ luyện chế thành công một trong các loại đan dược này là được. Muốn là đệ tử hoàng đỉnh thì cần luyện chế được 3 loại đan dược, hơn nữa mỗi loại đều phải đạt cấp hạ phẩm. Muốn thành đệ tử thanh đỉnh thì cần luyện chế 4 loại đan dược, thành phẩm phải là cấp trung phẩm hoặc trên trung phẩm. Cuối cùng muốn trở thành đệ tử tử đỉnh thì cần luyện chế 5 loại đan dược, chất lượng cả năm phải cấp thượng phẩm hoặc cao hơn. Trưởng lão ban nãy cũng đi theo Ngô Bình rồi cười nói, cậu bạn, cậu chuẩn bị luyện chế đan dược nào? Có 4 nhóm phương thức luyện đan là bạch đỉnh, hoàng đỉnh, thanh đỉnh và tử đỉnh. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, trưởng lão. Đệ tử chọn nhóm đan dược tử đỉnh. Trưởng lão kia ngẩn ra hỏi, cậu mới đến đây lần đầu đúng không? Ngô Bình gật đầu, vâng. Trưởng lão ấy khuyên nhủ, thế thì cậu nên bắt đầu từ đan dược hoàng đỉnh hoặc bạch đỉnh, chứ tử đỉnh khó lắm, cậu sẽ thất bại đấy.
Muốn kiểm tra lại thì phải chờ 3 tháng nữa, tôi thấy cậu là hạt giống tốt nên không muốn cậu lãng phí thời gian. Ngô Bình cười nói, cảm ơn trưởng lão nhắc nhở, nhưng đệ tử vẫn chọn Tử Đình ạ. Trưởng lão kia lắc đầu nói, được rồi, tùy cậu. Ngô Bình bắt đầu rửa lò, thấy vị trưởng lão kia vẫn chưa chịu đi, anh hỏi, xin hỏi danh tính của trưởng lão ạ. Ông ấy cười nói, tôi là Chu Thần Cửu, trưởng lão phụ trách quản lý đệ tử mới. Ngô Bình, Chu trưởng lão, cảm ơn trưởng lão đã quan tâm đến đệ tử. Mời trưởng lão nán lại một chút xem đệ tử luyện chế 5 loại đan dược được không ạ. Chu Thần Cửu cười nói, được, dù gì tôi cũng đổi ca rồi nên sẽ ở lại xem cậu trổ tài. Nếu cậu trở thành đệ tử Tử Đỉnh thì tôi sẽ tiến cử cậu với các thầy luyện đan có tiếng của môn phái. Ngô Bình gật đầu, sau đó nhanh chóng vào việc. Lò đầu tiên là đan dược cơ bản, anh chỉ mất hơn 15 phút là hoàn thành phẩm là đan dược thượng thượng phẩm. Đó là anh còn chưa thi triển hết tài năng, không thì có thể lên tới cấp cực phẩm. Thấy ngay lò đầu tiên, Ngô Bình đã luyện chế ra đan dược thượng thượng phẩm, Chu Thần Cửu sáng mắt lên rồi khen ngợi, giỏi, trình độ luyện đan của cậu còn thuần thục hơn khối đại sư luyện đan, khá lắm. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò thứ 2 và 3, độ khó tăng dần lên, nhưng chất lượng đan dược của anh vẫn đạt cấp thượng thượng phẩm. Khi anh bắt đầu luyện chế lò thứ 4, các đệ tử áo trắng xung quanh đã ngừng bàn tán, thay vào đó là các anh nhìn ngưỡng mộ tới anh. Thậm chí, mấy trưởng lão phụ trách ở đây cũng chạy tới với vẻ khen ngợi và tán thưởng. Giỏi lắm, mới luyện lò đầu đã cho ra đan dược thượng thượng phẩm, chuyện này đã lâu không xuất hiện ở môn phái ta. Ha ha, xem ra đan tông của chúng ta sắp đón chào một thiêu kiêu tuyệt thế mới rồi. Một trưởng lão khác hỏi, Ngô công tử trước kia đã luyện chế đan dược này chưa? Thì ra, các phương thức luyện đan dùng để xét duyệt chỉ có bấy nhiêu, rất nhiều người trước khi đến kiểm tra đều luyện tập suốt ở nhà, với mục đích có thể tăng chất lượng đan dược. Ngô Bình lắc đầu, thưa trưởng lão, đệ tử mới luyện lần đầu. Mọi người đều chấn động. Loáng cái, Ngô Bình đã luyện xong lò thứ 4, thành phẩm vẫn là đan dược thượng thượng phẩm. Sau đó, anh chỉ cần luyện nốt lò thứ 5 là có thể trở thành đệ tử Tử Đỉnh rồi. Khi anh đang chuẩn bị bắt tay vào luyện lò thứ 5 thì có một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc váy vàng đi tới, theo sau cô ấy là một đám đệ tử nam, tạo thành một khung cảnh như các vì sao quay quanh mặt trăng. Cô ấy liếc nhìn 4 lò đan dược mà Ngô Bình đã luyện xong, sau đó sáng mắt lên nói, nghe nói có một sư đệ sắp đột phá thành đệ tử Tử Đỉnh thành công rồi. Ban đầu, tôi không tin, nhưng giờ xem ra hình như họ còn đánh giá thấp thực lực của cậu. Ngô Bình nhìn cô gái rồi chào hỏi, tham kiến sư tỷ. Cô gái vô cùng xinh đẹp, trên đường đi, Ngô Bình đã gặp rất nhiều nữ đệ tử xinh đẹp của Đan Tông, nhưng chưa ai có thể sánh bằng cô gái này. Cô ấy có một khí chất rất đặc biệt, khiến người khác vừa gặp đã không thể quên. Ngô Bình vẫn đang luyện đan nên không dám nhìn cô ấy nhiều, sau đó anh ngoảnh đi tiếp tục công việc. Cô gái nói, tôi là Minh Thiên, đệ tử Ngũ Hoàng Đỉnh. Ngô Bình, ra là Minh sư tỷ, hân hạnh. Loáng cái, Ngô Bình đã vào bước cuối, dù anh đã khiêm tốn che bớt tài, nhưng vẫn khiến mọi người vây xem phải kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Minh Thiên sáng ngời, khi Ngô Bình mở lò rồi lấy đan dược ra, cô ấy không tiếc lời khen ngợi với vẻ bái phục và tán thưởng. Các trưởng lão khác cũng vỗ tay khen ngợi. Thì ra, thành phẩm của lò này vẫn là đan dược thượng thượng phẩm. Chu Thần Cửu cười nói, Hà trưởng lão, cậu ấy luyện đan xong rồi, mau đánh giá đi. Một trưởng lão đi tới, sau đó lần lượt kiểm tra cả 5 loại đan dược xem có đúng là mới luyện chế hay không cùng cấp bậc của từng loại. Kiểm tra xong, Hà trưởng lão cười nói, cả 5 loại đan dược đều đạt cấp thượng thượng phẩm, hơn nữa còn hoàn thành trong thời gian quy định và không được ai chỉ dẫn. Vì vậy, tôi tuyên bố đệ tử áo trắng Ngô Bình đã đạt đến trình độ đệ tử đơn Tử Đỉnh. Sau này sẽ là một đệ tử Tử Đỉnh tôn quý của Ngạo Thế Đan Tông chúng ta. Sau đó, tất cả mọi người đều vỗ tay như pháo nổ, ai cũng nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đệ tử Tử Đỉnh sau này bét cũng thành đệ tử Lục Đỉnh, thậm chí còn cao hơn. Minh Thiên cười nói, Ngô sư đệ, chúng ta lần đầu gặp mặt, hy vọng sau này sẽ thường xuyên qua lại. Đây là truyền thư của chị,
có chuyện gì cần nhờ thì cậu cứ đến tìm chị nhé. Nếu giúp được thì chị sẽ cố hết sức. Nói rồi, cô ấy đưa một ngọc bàn màu xanh lục cho Ngô Bình. Đây là một món pháp khí tên là truyền thư, có thể viết chữ lên đó rồi chuyển cho người khác. Cả Ngạo Thế Đan Tông chỉ có 5 người có truyền thư giống Minh Thiên. Hơn nữa, lần này Minh Thiên còn chủ động đưa truyền thư cho Ngô Bình. Phải biết rằng truyền thư đều có một đôi, mỗi người cầm một cái, dù có ở cách nhau bao xa cũng có thể liên lạc được. Ngoài ra, nếu người ở Cửu Dương Cảnh tặng nhau truyền thư thì chứng tỏ họ có quan hệ vô cùng thân thiết. Thấy thế, các đệ tử nam đứng sau Minh Thiên đều thấy đau lòng. Họ theo đuổi Minh Thiên đã nhiều năm, dùng đủ mọi cách để lấp lòng cô ấy, mà Minh Thiên chưa từng cho ai trong số họ truyền thư cả. Tuy ghen tị là vậy, nhưng Ngô Bình là một người có tài thật sự, chắc chắn tiền đồ sẽ rộng mở, so ra thì bọn họ đều thua kém anh. Anh nhận lấy truyền thư rồi nói, cảm ơn sư tỷ. Minh Thiên đi rồi, Chu Thần Cửu còn vui hơn ai hết rồi cười nói, Ngô công tử, giờ cậu là đệ tử đơn tử đỉnh nên sẽ nhận được đãi ngộ ngang với đệ tử ngũ đỉnh. Cậu mau đến Vấn Đỉnh Lâu tìm người làm thân phận mới cho đi. Đệ tử tử đỉnh sẽ có quần áo và huy hiệu riêng để phân biệt với các khác. Thường thì trên áo của đệ tử tử đỉnh sẽ thêu một cái đỉnh mài tím nạm vàng, được làm vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt, nên chỉ cần nhìn là biết ngay chủ nhân của bộ quần áo là đệ tử cấp nào. Ngô Bình bước ra, Hồ Tông Linh đã cười ngoác miệng, công tử, đúng là tôi không nhìn nhầm, cậu có thể dễ dàng trở thành đệ tử tử đỉnh. Ngô Bình, đến Vấn Đỉnh Lâu xác nhận thân phận đã. Hồ Tông Linh, vâng, để tiểu nhân dẫn đường. Đến nơi rồi, Ngô Bình chính thức có thân phận mới và được chia 3 bộ đồ, mỗi bộ đều có huy hiệu tử đỉnh. Đương nhiên, anh còn nhận được đãi ngộ của đệ tử ngũ đỉnh nữa. Trong đó bao gồm một chiếc túi chữ đồ thêu một cái tử đỉnh, không gian trong túi rất rộng, hơn nữa còn có nhiều tầng để cất các đồ khác nhau. Trong túi còn có 5 triệu tiền tiên cùng các đồ dùng hàng ngày và đồ dùng cho luyện đan như lò luyện, phương thức luyện chế. So với các thứ đó thì thứ quý nhất với Ngô Bình là dược liệu và quyền hạn luyện chế đan dược. Anh càng luyện chế được nhiều đan dược thì càng nhận được nhiều dược liệu. Có thể nói sau này hầu hết đan dược mà anh luyện chế anh không cần đích thân đi tìm dược liệu nữa, Ngạo Thế Đan Tông sẽ cung cấp hết. Lấy đồ xong, Ngô Bình hỏi Hồ Tông Linh, hình như 3 tháng mới xét duyệt một lần, có phải tôi cần đợi 3 tháng nữa mới được đi xét duyệt tiếp không? Hồ Tông Linh, vâng, nhưng 3 tháng nhanh ấy mà, loáng cái là hết thôi. Tiểu nhân cũng mong ngày thấy công tử trở thành đệ tử tam tử đỉnh quá. Có thân phận mới xong, Ngô Bình về lại nhà cũ chỗ mới dọn dẹp xong, nhưng giờ anh lại chuẩn bị chuyển đến nơi khác rồi. Đệ tử đơn tử đỉnh có đãi ngộ ngang với đệ tử ngũ đỉnh nên anh sẽ được chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi và khang trang hơn. Đến nhà mới rồi, Ngô Bình phát hiện có hơn chục người làm ở đây. Mỗi người phụ trách một việc khác nhau, gần như anh và Hồ Tông Linh không cần động tay vào việc gì cả. Sau khi dọn vào ở, Ngô Bình đã biết một danh sách các dược liệu và sai Hồ Tông Linh cầm thẻ của anh đi tới kho thuốc. Đây là các dược liệu mà anh cần dùng khi tu luyện cửu chuyển luyện thai pháp, anh cũng không rõ Ngạo Thế Đan Tông có hay không, nhưng cứ phải tìm thì mới biết được. Hồ Tông Linh rất quen thuộc với nơi này nên chưa tới một tiếng sau đã về. Anh ta ném một cái túi chữ đồ xuống đất rồi nói, công tử, dược liệu công tử cần đều ở trong này rồi. Ngô Bình gật đầu hỏi, bao nhiêu tiền thế? Hồ Tông Linh, công tử nhận được đãi ngộ của đệ tử ngũ đỉnh nên được phép lĩnh miễn phí các dược liệu này. Nhưng công tử phải nộp một ít đa dược có giá trị tương đương trong một thời gian nhất định, coi như phí lấy dược liệu. Ngô Bình, chuyện này đơn giản, chỉ cần có dược liệu là ổn. Sau đó, anh bắt đầu luyện chế đan dược cần cho tứ chuyển. Anh luyện chế một lèo 2 lò, thành phẩm của lò thứ 2 là đan dược cực phẩm. Thời gian qua, trình độ luyện đan của anh ngày càng cao hơn, nhất là khi anh luyện đan ở môi trường của vũ trụ chính. Uống đan dược xong, Ngô Bình vận chuyển cửu chuyển luyện thai pháp rồi tiếp tục cường hóa bí thai. Loáng cái, anh đã tu luyện xong, nhưng thời gian đã trôi đến trưa ngày hôm sau rồi. Anh mở cửa đi ra ngoài, Hồ Tông Linh nói, lúc công tử bế quan tu luyện đã có vài người đến tìm. Ngô Bình hỏi, ai thế? Hồ Tông Linh, một đệ tử ngũ đỉnh, đệ tử tứ hoàng đỉnh và một người bán đan dược.
Ngô Bình, họ tìm tôi có việc gì? Hồ Tông Linh, công tử là đệ tử Tử Đỉnh nên có tiềm lực vô hạn, vì thế họ mới muốn lấy lòng. Ví dụ như đệ tử Ngũ Đỉnh kia, tuy có cùng đãi ngộ với công tử, nhưng tiềm lực thì thua xa. Chắc chưa tới một năm nữa, địa vị của công tử sẽ hơn hẳn hắn. Ngô Bình, người bán đan dược thì sao? Hồ Tông Linh, đó là người muốn bán độc quyền đan dược của công tử để kiếm lời cao, mỗi thầy luyện đan đều có vài đan dược sở trường. Ngô Bình, thôi, tôi mới đến nên tạm chưa muốn giao du với họ. Hồ Tông Linh, anh mang danh sách đan dược trên bảng linh đan đến đây cho tôi. Hồ Tông Linh sáng mắt lên, công tử chuẩn bị luyện chế đan dược trên bảng ạ. Ngô Bình gật đầu, một là tôi muốn thử xem mình có thể luyện chế được bao nhiêu, hai là muốn dùng chúng để nộp lên trên. Hồ Tông Linh, vâng, tiểu nhân đi lấy ngay. Hồ Tông Linh đi rồi, Ngô Bình cảm thấy ngọc bàn trên người mình phát sáng. Đó chính là truyền thư của Minh Thiên, anh lấy ngọc bàn ra xem thì thấy trên đó có một bức thư. Ngô sư đệ, không biết trưa nay cậu có rảnh không? Chị mới chế được một loại trà tên là Bách Hoa. Nếu cậu rảnh thì mời đến dùng trà. Thấy thế, Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi quyết định đi một chuyến. Anh mới đến đây mà kết thân được với một đệ tử Ngũ Hoàng Đỉnh thì cũng là chuyện tốt. Vì thế, anh đã hồi âm và ngỏ ý là mình sẽ đến. Không chờ Hồ Tông Linh quay lại, anh đã đến chỗ của Minh Thiên. Cô ấy có cấp bậc cao hơn anh nên chỗ ở đã là một trang viên với rất nhiều người hầu kẻ hạ. Anh đi tới cổng thì có một cô hầu gái tươi cười tiến lên đón, Ngô công tử, tiểu thư bảo tôi chờ công tử ở đây, mời vào. Cô hầu gái này cũng rất xinh đẹp, khiến người nhìn có ấn tượng khó phai, hơn nữa từng cử chỉ trông cũng không giống người hầu. Ngô Bình đi theo cô ấy tới một chòi nghỉ mát, Minh Thiên đang ngồi pha trà ở đây. Thấy Ngô Bình đến, cô ấy cười nói, Ngô sư đệ, mời ngồi. Ngô Bình ngồi xuống phía đối diện cô ấy rồi nói, sư tỷ thật có nhã hứng. Minh Thiên, trà do các thầy luyện đan như chúng ta làm mới là trà ngon. Ngô Bình cười nói, đúng vậy, anh cũng cầm một cái kẹp nhỏ lên rồi bắt đầu phối trà. Minh Thiên, xem ra sư đệ cũng là người yêu trà. Ngô Bình, mỗi người đều có một khẩu vị riêng, em cũng pha thử một mình, mời sư tỷ nhận xét. Loáng cái. Hai người đã pha trà xong, mỗi loại đều tỏa một hương thơm riêng. Vị trà của Minh Thiên tao nhã, dư vị lưu lâu. Vị trà của Ngô Bình khá mạnh, mùi thơm nhẹ, uống xong mới cảm nhận được dư vị là có tới ba loại. Hai người đổi trà cho nhau, Minh Thiên nhấp một ngụm rồi cảm thán, trà của sư đệ sánh ngang với đan dược cực phẩm, còn của chị cùng lắm chỉ như cấp thượng phẩm thôi. Ngô Bình, sư tỷ quá khen. Lúc này, Minh Thiên đã nói vào chuyện chính, giờ sư đệ là đệ tử Tử Đỉnh rồi, sau này sẽ có tiền đồ vô hạn. Giờ chị đang có một vướng mắc trong luyện đan muốn thỉnh giáo cậu. Ngô Bình cười nói, đến sư tỷ còn vướng mắc thì em cũng không giải quyết được. Minh Thiên, thiên bẩm của cậu hơn chị, không cần khiêm tốn. Ngô Bình, được sư tỷ coi trọng, sư đệ sẽ cố hết sức. Minh Thiên, phòng luyện đan của chị ở phía sau. Mời cậu đi theo chị. Hai người đi tới một phòng luyện đan, có một cái lò có chất lượng tốt hơn của Ngô Bình ở bên trong. Lúc này, lò luyện đan đóng chặt, mùi đan dược bay ra có trạng thái hỗn loạn, hơn nữa còn bị pháp lực phong ấn. Minh Thiên nhìn lò luyện đan mà thở dài, đây đã là lò thứ 5 rồi, tốn biết bao dược liệu quý. Ngô Bình hỏi, đan dược gì vậy? Minh Thiên lấy một phương thức luyện chế ra, Tuyệt Tâm Đan đứng thứ 84 trên bảng linh đan. Ngô Bình đã từng đọc về đan dược này nên biết tác dụng của nó rất thần kỳ, nó có thể khiến ý chí của người uống trở nên kiên định. Trong quá trình tu luyện khó tránh khỏi những lúc sợ này sợ kia. Nhưng uống đan dược này vào rồi thì sẽ dũng cảm hơn, tu sĩ có thể gạt bỏ mọi âu lo và do dự, từ đó gặt hái được nhiều thành công hơn. Anh đi tới trước lò luyện rồi dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát, sau đó phát hiện có mấy loại dược tính ở bên trong đang đánh nhau nên không thể sinh ra phản ứng. Anh hỏi, sư tỷ có cho dược lực nào khác vào để điều chỉnh không? Minh Thiên cười trừ, chị đã thử 5 cách rồi mà vẫn không có tác dụng. Ngô Bình, còn dược liệu không?
Minh Thiên, còn đủ cho một lò nữa thôi. Ngô Bình, nếu sư tỷ tin thì hãy để em luyện thử một lò xem sao. Minh Thiên, trông cả vào cậu đấy, nếu thành công thì chỉ có thể đột phá lên thành đệ tử lục đỉnh và được môn phái khen thưởng. Thưởng gì vậy? Minh Thiên, bất kỳ đệ tử nào của môn phái mà luyện chế thành công một loại đan dược trên bảng linh đan thì đều được thưởng. Ví dụ như tuyệt tâm đan này, phần thưởng khi luyện chế thành công là dược liệu để luyện chế mời lò tuyệt tâm đan, hơn nữa môn phái còn mua lại đan dược với giá cao. Thường thì tuyệt tâm đan trung phẩm có giá khoảng 20 triệu tiền tiên ở ngoài thị trường, nhưng môn phái sẽ mua lại của chúng ta với giá 30 triệu. Ngô Bình gật đầu, hay đấy. Sau đó, anh bắt đầu luyện đan. Đầu tiên, anh phá bỏ phong ấn rồi làm sạch lò, sau đó cho các dược liệu vào rồi cho thêm 3 loại khác nữa, đưa các dược lực về trạng thái trung hòa. Nhờ đó mà các dược lực đã có phản ứng tốt với nhau và đạt đến hiệu quả mà tuyệt tâm đan cần. Nhưng cùng vì thế mà đan dược này đã có thêm vài công dụng, chúng giúp tăng thể chất và tinh thần cho người uống. Thấy dược lực trong lò bắt đầu dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành đan dược, Minh Thiên vừa kinh ngạc vừa bái phục nói, sao sự đệ biết trạng thái trung gian của mấy loại dược liệu này. Ngô Bình biết được điều này vì anh có rất nhiều kinh nghiệm luyện đan cùng các hiểu biết sâu rộng về dược tính của từng loại dược liệu. Đương nhiên đó cũng nhờ công lớn của khả năng nhìn xuyên thấu. Vì nó có thể nhìn thấy bản chất phản ứng của dược liệu. Tình cờ em biết vài dược liệu trong số này, anh giải thích. Minh Thiên cười nói, sư đệ đã giúp chị được một việc lớn đấy, bởi chỉ có vài thầy luyện đan luyện chế được tuyệt tâm đan thôi. Nhưng họ đều giữ bí mật, vì họ kiếm tiền dựa vào nghề này mà. Ngô Bình, xem ra, đây là một ngành rất có tương lai. Minh Thiên, chị sẽ chia cho cậu một nửa tiền bán đan dược. Ngô Bình, sư tỷ khác sáo rồi, sao em lấy tiền của chị được? Minh Thiên, nếu không có cậu thì chị đâu thể giải quyết được vụ này, cậu đừng khách sáo với chị làm gì. Ngô Bình chợt nhớ tới một loại đan dược khác cũng trên bảng linh đan rồi hỏi, sư tỷ, em thấy đan dược trên bảng linh đan đều đại diện cho một vấn đề khó trong luyện đan. Minh Thiên cười nói, sư đệ rất giỏi, vì cậu đã phát hiện ra chuyện này này. Đúng thế. 100 loại đan dược đầu tiên đều đại diện cho các vấn đề khó trong luyện đan, càng lên trên thì càng khó giải quyết. Sau đó, Ngô Bình sai người đi lấy dược liệu để đích thân luyện chế một lò. Cô ấy dùng cách của Ngô Bình, quả nhiên đã dễ dàng luyện chế thành công. Nhưng vẫn có nhiều chi tiết cần cô ấy nghiền ngẫm sâu hơn. Sau khi Minh Thiên luyện chế 2 lò liên tục thì trời cũng đã tối, Ngô Bình tạm biệt ra về. Trước khi đi, Minh Thiên đã tặng anh một huy chương đồng. Có nó rồi, anh có thể đi thuê các lò luyện đan cao cấp, tiền thuê sẽ do Minh Thiên trả, thường thì sẽ là cả triệu tiền tiên một ngày. Ngô Bình về tới nhà thì Hồ Tông Linh đã mang danh sách đan dược trên bảng linh đan về. Ngô Bình cầm lấy rồi đọc lướt qua, sau đó quyết định bắt đầu từ đan dược đứng thứ 100. Anh vào Hồ Tông Linh đi mua dược liệu, tiện thể mang đan dược anh vừa luyện giao cho môn phái. Phải trả nợ trước đó thì mới tiếp tục lấy dược liệu được. Giờ trời đã tối hẳn, Ngô Bình tiếp tục luyện chế đan dược dùng cho bước chuyển thứ 5 và 6 của bí thai. Trước khi trời sáng, anh đã uống 2 viên đan dược cực phẩm và hoàn thành cả 2 bước chuyển trên. Chờ anh bế quan xong thì đã là buổi chiều. Anh vừa ra ngoài thì Hồ Tông Linh đã nói, công tử, ngũ vị đường mời công tử đến, nhưng do công tử đang bế quan nên tôi không dám làm phiền. Ngô Bình hỏi, ngũ vị đường là chỗ nào? Hồ Tông Linh, đó là một tổ chức thầy luyện đan của môn phái ta, gồm 57 thầy luyện đan, họ chia nhau luyện chế vài đan dược, sau đó cùng bán ở ngũ vị đường. Tiền bán được sẽ nộp lên trên 20% để phát triển ngũ vị đường, số còn lại thì họ chia nhau. Ngô Bình, có cả tổ chức này à, trình độ luyện đan của các thầy luyện đan thế nào? Hồ Tông Linh, hầu hết đều từ tam đỉnh trở lên. Trong đó không thiếu thầy luyện đan Hoàng Đỉnh và Thanh Đỉnh. Họ tìm tôi có việc gì nhỉ? Lẽ nào định mời tôi gia nhập? Hồ Tông Linh, tiểu nhân nghe có vẻ đúng thế đấy, công tử có định làm với họ không? Ngô Bình, tôi bán thẳng đan dược cho môn phái không phải tiện hơn à? Có gì khác nhau đâu? Hồ Tông Linh cười nói, khác chứ ạ, công tử bán cho môn phái đan dược gì thì đâu có ai biết. Nhưng nếu ở ngũ vị đường,
nếu đan dược của công tử đủ tốt và hiếm thì giá sẽ đắt hơn bán cho môn phái nhiều, đã thế còn tạo dựng được tầm ảnh hưởng và hành thầy luyện đan nổi tiếng. Ngô Bình, làm thầy luyện đan nổi tiếng thì có ích gì? Đan dược của thầy luyện đan nổi tiếng luôn được bán với giá cao, cùng một loại đan dược, nhưng do thầy luyện đan nổi tiếng luyện chế thì sẽ có lòng tin của mọi người hơn. Ngô Bình gật đầu, cũng có lý, ngũ vị đường này có đáng tin không? Hồ Tông Linh, có ạ, họ được môn phái giám sát, hơn nữa còn có quy tắc cụ thể. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, không vội, tôi cứ nghe ngóng xem sao đã. Sau đó, anh ăn qua loa lập bụng rồi đến tìm Minh Thiên. Từ hôm qua đến nay, Minh Thiên vẫn miệt mài luyện chế và nghiên cứu luyện đan, bây giờ cô ấy đã luyện chế được tuyệt tâm đan đến cấp thượng phẩm. Thấy Ngô Bình đến, cô ấy vui vẻ nói, sư đệ, cậu đến đúng lúc quá. Tối nay có buổi nghe giảng, cậu đi cùng chị nhé. Ngô Bình, vâng, sư tỷ có biết ngũ vị đường không ạ? Minh Thiên nhướng mày, họ đến tìm cậu à? Ngô Bình gật đầu, chắc đến rủ em gia nhập cùng. Minh Thiên, gia nhập thì cũng được thôi, nhưng người nắm quyền chính của nơi đó hay tính toán lắm. Nếu cậu cần người hợp tác thì chỉ có một đề cử hay ho hơn. Ngô Bình, còn nhóm khác nữa ạ? Minh Thiên, năm ngoái, chị và mấy sư huynh đã thành lập một đan đường tên là Bách Vị Thảo Đường. Ngô Bình, nếu nơi đó là của sư tỷ thì chắc chắn em sẽ tham gia. Minh Thiên cười nói, hôm nay có một thầy luyện đan địa vị cực cao ở vũ trụ chính đến giảng bài. Chúng ta cùng đi nghe, các sư huynh trong nhóm của chị cũng đến, chị sẽ giới thiệu mọi người với nhau, hy vọng cậu sẽ trở thành một người sáng lập mới. Ngô Bình, nhớ mọi người không đồng ý thì sao ạ? Minh Thiên, chỉ cần cậu có thực lực thì họ sẽ đồng ý thôi. Sau đó, cô ấy nói cho Ngô Bình biết hiện giờ đang có 5 người sáng lập, Minh Thiên cũng là một trong số đó. Ngoài 5 người sáng lập ra thì còn có 35 thầy luyện đan khác nữa, tổng cộng là 40 người. Tuy quy mô của họ không bằng ngũ vị đường, nhưng thực lực thì không hề kém cạnh. Bây giờ, Bách Vị Thảo Đường đã mở được 4 cửa hàng đan dược ở Cửu Dương Cảnh và Vũ Trụ Chính rồi. Đan dược ở đây chia làm 2 loại. Một là đan dược bình thường không có dấu ấn của người luyện chế. Loại này có thể do họ tự luyện chế hoặc mua ở bên ngoài về bán, vì thế chất lượng không ổn định. Loại còn lại thì có dấu ấn của thầy luyện đan. Loại này đều do thầy luyện đan trong nhóm luyện chế, chất lượng rất đáng tin cậy. Ngoài Minh Thiên ra thì trong 4 người sáng lập kia có một người cấp lục đỉnh, 2 người cấp ngũ đỉnh và một người cấp tứ thanh đỉnh. Không lâu sau, Hồ Tông Linh đã mang 10 phần dược liệu cho đan dược từ số 91 đến 100 tới, đệ tử bình thường không thể lấy nhiều như vậy, nhưng Ngô Bình là đệ tử tử đỉnh nên được đặc cách. Minh Thiên, cậu hãy luyện chế vài lọ ở đây, lát chị sẽ cho 4 người sáng lập kia biết trình độ của cậu. Ngô Bình gật đầu, vậy cho em mượn lò luyện của chị. Ngô Bình bắt đầu luyện chế đan dược đứng thứ 91 có tên là Linh Bảo Huyền Minh Đan. Trong quá trình luyện chế có một tình huống đặc biệt khiến mức độ luyện chế được nâng lên cao, rất nhiều thầy luyện đan mất cả đời cũng không giải quyết được. Minh Thiên được phép đứng cạnh xem nên nói, ngày trước, chị cũng từng luyện chế Linh Bảo Huyền Minh Đan này rồi, nhưng dù có làm gì thì cũng không giải quyết được vấn đề khó của nó. Về sau, chị hỏi các sư huynh và thầy luyện đan thì họ đều cho rằng cái khó của đan dược này nằm ở trật tự. Lẽ ra với độ khó này thì nó phải đứng thứ 60 mới đúng. Ngô Bình, lẽ nào người ta xếp nhầm vị trí ạ? Minh Thiên lắc đầu chịu, nhưng đến nay chỉ có vài người phá giải được thôi, nhưng lạ cái là họ đều không bán đan dược luyện chế được cho ai. Ngô Bình, giá cao quá ạ? Minh Thiên, đan dược này có hỗ trợ rất lớn cho cảnh giới thần thông, hơn nữa lại hiếm nên giá cực cao. Ngoài thị thường bán đến 80 triệu tiền tiên một viên cấp trung phẩm đấy. Ngô Bình chố mắt ra, đắt thế ạ? Minh Thiên, cái gì hiếm thì đều quý, nếu là đan dược đứng trong top 50 thì còn có giá cao nữa. Ngô Bình gật gù, sau đó bắt đầu tập trung luyện đan. Đây là lần đầu luyện chế nên anh không cần phải thành công, mà chỉ mong có thể nắm được điểm mấu chốt. Sau 20 phút luyện đan, dược lực trong lò chợt có trạng thái hỗn loạn, tất cả dược tính đều mất bản chất ban đầu, thay vào đó là trạng thái mà thầy luyện đan cũng không biết là gì.
Ngô Bình quan sát bằng đôi mắt xuyên thấu thì thấy toàn bộ dược lực đều đã bị tách ra, vô vàn các dược tính đang hòa lẫn với nhau. Anh phóng thần niệm vào trong, sau đó lấy vài thành phần ra, sau đó quan sát tiếp xem nó sẽ hình thành dược lực thế nào. Kết quả là sau khi Ngô Bình lấy thành dược lực không biết thuộc dược liệu nào ra xong thì thấy nó như biến thành một loại mới, không hề thuộc thành phần của bất kỳ dược liệu nào trước đó. Từ đây có thể thấy tình trạng hỗn loạn này cũng từ nó mà ra. Thấy Ngô Bình nhìn chăm chú vào lò luyện đan, Minh Thiên nói, sư đệ, có cách nào giải quyết tình trạng này không? Ngô Bình, tất cả các dược lực đã rách nhau ra và rời khỏi dược liệu gốc. Em cũng từng gặp tình trạng này trước kia rồi, em gọi nó là dược cơ. Nhưng hầu hết khi rơi vào tình trạng này thì dược lực đều tách ra lần lượt nên vẫn có thể khống chế được. Còn như lần này thì em mới gặp lần đầu, xem ra đây không chỉ là vấn đề khó trong luyện đan, mà còn là một hướng đi mới trong luyện đan. Minh Thiên sáng mắt lên, hướng đi mới trong luyện đan ư. Cậu nói vậy là sao? Ngô Bình, nếu em có thể biết được cách sắp xếp thứ tự của dược cơ trong mỗi loại dược tính thì có thể lợi dụng trạng thái này để luyện chế ra đan dược tinh thuần hơn. Minh Thiên lắc đầu, sao được chứ? Mỗi loại dược tính đều tách ra thành vài chục nghìn hay thậm chí cả triệu dược cơ rồi, mà sự khác nhau giữa chúng rất nhỏ, không ai có thể phân biệt được. Trong lò đan dược này có 64 loại dược liệu, vậy là vào khoảng vài chục triệu dược cơ, dù có phân biệt được hết thì ai có thể tách dược cơ tương ứng ra trong thời gian ngắn được. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói, thật ra trạng thái hỗn loạn này là đảo ngược, dược tính khác nhau sẽ tách thành dược cơ khác nhau. Nhưng dược cơ khác nhau cũng có thể hồi phục ngược lại thành dược tính. Minh Thiên, cách này hay đó, nhưng phải làm thế nào? Ngô Bình, theo kinh nghiệm của em thì phải trông chờ vào vận may. Minh Thiên phì cười, nếu chúng ta làm được thì trình luyện đan sẽ lên một tầm mới đấy. Ngô Bình tiếp tục quan sát tình hình trong lò, đương nhiên anh dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu. Tuy thần niệm có thể cảm nhận được, nhưng vẫn thua xa trình sắc nét và tỉ mỉ của khả năng nhìn xuyên thấu. Loáng cái, anh đã phát hiện tình trạng tách ra của một loại dược lực, vì thế anh đập mạnh hai tay vào lò rồi truyền sức mạnh vào, đồng thời điều chỉnh lại kết cấu trong lò. Ngay sau đó, trong lò đã ngưng tụ lại thành một loại dược tính mới. Dược tính tách ra rồi lại gộp lại đã tinh thuần hơn trước, anh đã di chuyển các dược tính ấy vào một góc trong lò. Cứ thế, Ngô Bình nhanh chóng tìm thấy thêm nhiều điều kiện cho cả trăm loại dược tính khác gộp vào rồi lại tách nhau ra. Số còn lại đều là tạp chất mà anh không cần tới. Lúc này, anh chợt đá vào một vị trí nào đó của lò, đáy lò có một thứ màu đen bay ra, đó chính là tạp chất. Sau đó, các dược tính bắt đầu tiến hành các phản ứng kỳ diệu trong lò, bước tiếp theo là thủ pháp luyện đan truyền thống, quá trình này rất đơn giản với Ngô Bình. Vài phút sau, anh mở lò ra thì thấy có một luồng khí tức bay lên rồi ngưng tụ thành ba viên linh đan màu đen. Minh Thiên cầm lấy một viên linh đan rồi quan sát, sau đó hô lên, đan dược cực phẩm. Đây là linh bảo huyền minh đan, quá trình luyện chế cực khó, nhưng mới lần đầu mà Ngô Bình đã luyện chế được đan dược cực phẩm, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình, tại mất nhiều thời gian cho lò đầu quá, không thì còn có hiệu quả cao hơn. Minh Thiên bật cười nói, sư đệ, linh bảo huyền minh đan cực phẩm chưa từng xuất hiện bao giờ, cậu là người đầu tiên luyện chế được đấy. Riêng điểm này thôi thì cậu đã là thầy luyện đan giỏi nhất của môn phái ta rồi. Ngô Bình xua tay, sư tỷ quá khen. Chỉ còn hơn 15 phút nữa là tới giờ lên lớp, Ngô Bình đã dẫn Ngô Bình đi nghe giảng. Sư tỷ, nghe giảng có tác dụng không? Minh Thiên, đại đan sư của vũ trụ chính giảng bài vẫn có tác dụng mà. À, thầy luyện đan lần này là một đại mỹ nữ tên là Nam Cung Lệnh Nghi. Nghe nói lần này cô ấy đến giảng bài chủ yếu muốn tìm chồng ở đây. Ngô Bình, nếu cô ấy là tu sĩ của vũ trụ chính thì tại sao lại chạy đến Cửu Dương Cảnh chọn chồng? Minh Thiên, chị không rõ, chỉ nghe mọi người đồn vậy thôi. Ngô Bình, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Đến nghe giảng là được rồi. Hai người trò chuyện một lát thì đến nơi giảng bài là Điện Thính Kinh. Điện này rất rộng, nhưng không nhiều người đủ tư xê cách đến đây nghe giảng, thường chỉ có đệ tử từ cấp tứ đỉnh trở lên thì mới được nghe giảng ở đây. Ngô Bình là thầy luyện đan tử đỉnh,
địa vị ngang với đệ tử ngũ đỉnh nên đã đủ tư cách đến đây nghe giảng. Sau khi đến nơi rồi, tất cả mọi người đều ngồi trên chiếu, trước mặt từng người là những chiếc bàn nhỏ, bốn người sáng lập thì ngồi cùng một bàn. Minh Thiên và Ngô Bình đến thì cũng ngồi như vậy. Bài giảng chưa bắt đầu, Minh Thiên giới thiệu với bốn người kia, bốn vị sư huynh, đây là sư đệ Ngô Bình, cậu ấy là đệ tử đơn tứ đỉnh, trình độ luyện đan rất cao. Tôi định mời sư đệ vào nhóm của chúng ta và thành người sáng lập thứ sáu. Nghe thấy thế, bốn người kia không khỏi liếc nhìn Ngô Bình, một người trong số đó nói, sư đệ có thể trở thành thầy luyện đan tử đỉnh thì tiền đồ sẽ rất tươi sáng, nhưng người sáng lập cần có kinh nghiệm luyện đan phong phú, như vậy thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Người này có mái tóc dài màu lam khói, sau đó thắt thành một bím tóc dài ở sau lưng, gương mặt dài cùng làn da ngăm khiến anh ta trông khá điển trai, gương mặt anh ta luôn tươi cười, thoạt nhìn có khí chất lãnh đạm. Anh ta nói chuyện chậm rãi nhưng rất nghiêm túc, hình như ba người còn lại cũng ngầm coi anh ta là người đứng đầu nên đều nghe lời anh ta. Minh Thiên đã lường trước được phản ứng này của họ nên cười nói, viên sư huynh, nếu Ngô Bình không đáp ứng được điều kiện thì tôi dẫn cậu ấy đến đây làm gì? Các sư huynh đều biết Linh Bảo Huyền Minh Đan đúng không? Viên sư huynh sáng mắt lên, sao, ý sư muội là Ngô sư đệ có thể luyện chế được linh đan ấy ư? Minh Thiên gật đầu, sau đó lấy viên đan dược cực phẩm ấy ra. Đan dược vừa ra lò nên khí tức vẫn còn biến hóa liên tục ở bên ngoài, từ đó có thể dễ dàng nhận ra là vừa luyện chế xong. Viên sư huynh cầm lấy viên đan dược xem với vẻ tập trung cùng kinh ngạc. Một lát sau, anh ta nói, đan dược cực phẩm, còn là Linh Bảo Huyền Minh đan nữa chứ. Minh sư muội, có đúng là Ngô sư đệ luyện chế không đấy? Minh Thiên, đúng. Lúc cậu ấy luyện đan, tôi luôn ở bên cạnh. Viên sư huynh trả lại viên đan dược rồi bình tĩnh nói, nếu đúng là vậy thì Ngô Bình luyện đan còn giỏi hơn tôi đồng ý cho cậu ấy gia nhập và trở thành người sáng lập thứ sáu. Ba người còn lại cũng đồng ý. Ngay sau đó, bài giảng cũng bắt đầu. Một cô gái mặc váy xanh bước từ đằng sau ra rồi đứng trên bục giảng. Cô ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đã yên lặng, nhất là các đệ tử nam. Ai cũng nhìn không chớp mắt. Lúc này, một vị trưởng lão xuất hiện và tuyên bố, các vị, đây là một trong ngũ kiệt ngạo thế của thế hệ trẻ ngạo thế đan tông đại đan sư Nam Cung Lệnh Nghi. Sau đó là một chàng giới thiệu, nghe được vài câu, Ngô Bình nhỏ giọng hỏi một người, ở đây thường có kiểu giảng dạy như vậy không? Vị sư huynh này tên Viên Định Chí, anh ta cười nói, sư đệ, kiểu giảng dạy như vậy không thường xuyên có đâu. Nhưng cứ ba ngày một lần sẽ có đan sư bản địa mở lớp, đệ tử người mới đến đó học khá nhiều. Ngô Bình chẳng hề đến những lớp ấy lấy một lần. Anh hơi ngại ngùng, không ai nói điều này với em cả. Minh Thiên cười bảo, cậu là đan sư tử đỉnh, không học mấy lớp đó cũng được, người khác cũng sẽ thấy cậu cần. Nhưng tiết học của những đại đan sư này vẫn rất có giá trị. Giới thiệu xong là bắt đầu bài giảng. Nam Cung Lệnh Nghi hỏi, trong quá trình luyện đan, có ai từng gặp tình trạng dược tính biến mất chưa? Rồi khi mọi người cảm thấy có thể mình đã quên cho dược liệu vào và chuẩn bị hành động thì dược tính đã biến mất bỗng xuất hiện lại. Nghe câu hỏi này, một phần ba số đệ tử có mặt ở đây liền giơ tay. Họ đều đã từng trải qua tình huống tương tự. Tất nhiên, Ngô Bình cũng từng gặp phải. Anh không chỉ từng gặp mà còn tìm ra nguyên nhân. Khi gặp tình trạng này, mọi người có nghiên cứu tìm hiểu không? Nếu đã nghiên cứu thì có ai tìm ra nguyên nhân chưa? Hỏi đến câu tìm hiểu nghiên cứu, có mấy chục người giơ tay. Nhưng khi hỏi đến việc tìm ra nguyên nhân, lại chẳng có ai giơ tay cả. Lúc này, Minh Thiên mới huýt vai Ngô Bình, thì thào hỏi, sư đệ, cậu giải quyết được chưa? Ngô Bình khẽ gật đầu, cô ấy nói ngay, vậy cậu đứng lên phát biểu đi. Tiện thể giúp tổ chức nhỏ của chúng ta, thể hiện, một chút. Ngô Bình không muốn gây chú ý, bèn nhẹ nhàng lắc đầu. Nào ngờ Minh Thiên đột nhiên giơ tay lên, cao giọng nói, Ngô đan sư đã có một số phát hiện. Nam Cung Lệnh Nghi vốn không ôm hy vọng gì, nghe vậy, cô ấy liền hỏi, vị nào là Ngô đan sư thế? Hết cách, Ngô Bình đành đứng dậy, anh liếc nhìn Minh Thiên một cái, cô ấy thì nháy mắt với anh. Ngô Bình hắng giọng rồi cất lời, đại đan sư, khi luyện đan,
tôi gặp tình trạng này không chỉ một lần. Ban đầu tôi còn nghĩ do mình làm nóng lò với nhiệt độ quá cao khiến dược tính mất đi, thế là bèn hạ nhiệt độ xuống. Song tình trạng tương tự vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Sau này, thông qua nghiên cứu, tôi phát hiện dược tính mất đi có thể do môi trường trong lò đan đã đạt đến một điều kiện phân ly nhất định đối với loại dược tính nào đó, khiến dược tính chuyển hóa thành dược cơ. Đôi mắt của Nam Cung Lệnh Nghi sáng rực lên. Đây chính là phương hướng nghiên cứu mấy năm nay của cô ấy, cứ ngỡ sẽ không có ai biết, không ngờ lại gặp được Ngô Bình ở nơi này, anh còn nói ra đáp án chính xác. Ngô Đan Sư, đáp án của cậu rất giống phát hiện của tôi. Xin hỏi, sau đó cậu đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngô Bình đáp, Đại Đan Sư, qua các thí nghiệm, tôi phát hiện sự phân ly dược tính này thật ra cũng không phải chuyện xấu. Quá trình phân ly có thể đảo ngược. Khi nắm vững điều kiện, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để tinh chế dược tính, từ đó nâng cao phẩm chất của đan dược. Nam Cung Lệnh Nghi thầm kinh ngạc, giải pháp của cô ấy là thay thế dược liệu, thêm nước tinh khiết và các thao tác khác, nhưng không phải đan dược lò nào cũng có hiệu quả. Không ngờ Ngô Bình lại có thể đưa ra đáp án thông dụng như vậy. Minh Thiên biết đây là cơ hội để tuyên dương Ngô Bình, bèn lên tiếng, Đại Đan Sư. Ngô Bình vừa luyện chế một loại đan dược và đã sử dụng chính phương pháp này đấy. Nam Cung Lệnh Nghi hứng thú hỏi, ồ, đan dược nào thế? Linh Bảo Huyền Minh Đan. Lời vừa thốt ra, mọi người đều sửng sốt. Linh Bảo Huyền Minh Đan. Ai cũng biết việc luyện chế loại đan dược này có độ khó thế nào, nhưng không ai ngoài Ngô Bình có thể luyện chế nó thành công. Nam Cung Lệnh Nghi hỏi, có đan dược chứ? Minh Thiên phất tay một cái. Viên Linh Bảo Huyền Minh Đan ấy liền bay đến trước mặt Nam Cung Lệnh Nghi. Nhìn thấy viên đan dược gần như hoàn hảo này, trái tim của Nam Cung Lệnh Nghi bèn đập mạnh. Trông cô ấy như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Rất lâu sau đó, cô ấy mới khẽ gật đầu, đan dược cực phẩm. Xem ra Ngô Đan Sư thật sự tìm được cách giải quyết, mà cách này còn cực kỳ cao minh. Ngô Bình nói, Đại Đan Sư quá khen rồi, tôi chỉ may mắn thôi. Nam Cung Lệnh Nghi hiếm khi nở nụ cười, tôi biết sự huyền diệu của nó chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể diễn tả bằng lời, nhưng vẫn mong cậu có thể chia sẻ suy nghĩ của mình khi giải quyết vấn đề này. Ngô Bình khó lòng từ chối, lập tức thuật lại cách suy nghĩ của mình và một số thao tác đơn giản. Nhưng rõ ràng là 90% số người ngồi đây không hiểu, 10% còn lại cũng chỉ hiểu một nửa. Nói được nửa giờ đồng hồ. Ngô Bình cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra có nhiều người mờ mịt không hiểu gì. Anh giảng giải quá thất bại rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh đột nhiên bảo, Đại Đan Sư, hay là thế này, tôi sẽ luyện chế một lò đan dược ngay tại đây, như thế sẽ trực quan hơn nhiều. Nam Cung Lệnh Nghi có phần kinh ngạc, Ngô Đan Sư không sợ kỹ thuật luyện đan của cậu bị người khác học được sao? Ngô Bình nói, nếu có thể học ngay sau một lần xem. Vậy chứng tỏ trình độ luyện đan của người đó không hề kém tôi, học cũng chẳng sao cả. Nam Cung Lệnh Nghi cười bảo, được, vậy làm phiền Ngô Đan Sư lên bục để luyện chế. Khi Ngô Bình bước lên bục, Nam Cung Lệnh Nghi bèn lấy lò đan ra và hỏi, cậu cần đan dược gì? Ngô Bình đọc 35 vị thuốc, cô ấy phất tay một cái, số dược liệu ấy liền xuất hiện trước mắt anh. Trước mặt mọi người, Ngô Bình bắt đầu luyện đan. Thủ pháp của anh không có gì đặc biệt, nhưng nhất cử nhất động đều khớp với vận luật đất trời. Anh vừa làm vừa giảng giải, nhưng đúng như anh đã nói, dù có làm thế này thì người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, còn những sự biến đổi kỳ diệu bên trong không thể diễn giải bằng lời. 40 phút sau, lò đan dược này đã luyện thành. Đan khí bay ra, 4 viên đan dược nhanh chóng được ngưng tụ trên tay anh, đan cực phẩm. Trong lòng Nam Cung Lệnh Nghi khẽ chấn động, loại đan dược này, dù là cô ấy chính tay luyện chế, cũng sẽ rất khó đạt đến cực phẩm. Trừ phi cho cô ấy 3 cơ hội trở lên, cô ấy mới chắc chắn mình sẽ luyện ra một lò đan dược cực phẩm. Luyện xong lò đan dược này, Ngô Bình ôm quyền về phía mọi người rồi quay về chỗ cũ. Minh Thiên và Viên Định Chí giơ ngón tay cái, đồng thanh nói, khâm phục. Sau đó Nam Cung Lệnh Nghi giảng giải một số công dụng của luyện đan, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Lớp học này kéo dài 3 canh giờ mới kết thúc. 6 người Ngô Bình đang chuẩn bị rời đi thì Nam Cung Lệnh Nghi bỗng tiến về phía Ngô Bình.
Đám Ngô Bình vội vàng đứng lại. Nam Cung Lệnh Nghi cười hỏi, Ngô đan sư có hứng thú gia nhập Tam Thất Đan Đường do tôi lãnh đạo, trở thành một trong những cộng sự của chúng tôi không? Ngô Bình ngẩn ra, nhìn về phía Minh Thiên. Minh Thiên cười nói, sư đệ, đan đường của đại đan sư chủ yếu ở ngoài Cửu Dương Cảnh, tuy cậu là một trong những người sáng lập Bách Vị Thảo Đường, nhưng điều này không cản trở cậu trở thành cộng sự của tổ chức khác. Nam Cung Lệnh Nghi tiếp lời, đúng vậy, chuyện này không hề xung đột. Minh Thiên hỏi, đại đan sư, không biết cộng sự của mọi người được phân chia lợi ích thế nào? Nam Cung Lệnh Nghi đáp, các cộng sự có thể lấy đi toàn phần đan dược do họ luyện chế, ngoài ra còn được chia 10% lợi nhuận của Tam Thất Đan Đường. Nghe đến câu chia toàn phần, Ngô Bình tò mò hỏi, vậy lợi nhuận của Tam Thất Đan Đường đến từ đâu? Nam Cung Lệnh Nghi trả lời, thứ chúng tôi cần là đan dược phẩm chất cao và quý hiếm do Ngô đan sư cung cấp, đây chính là sản phẩm chiêu bài. Có Ngô đan sư trấn thủ, chúng tôi sẽ thu hút được nhiều khách hàng lớn hơn. Minh Thiên cười nói, hay đấy. Sư đệ à, chị đề nghị cậu nên gia nhập. Ngô Bình hỏi, tôi cần luyện chế đan dược gì, có danh sách không? Nam Cung Lệnh Nghi đưa một quyển sổ màu trắng cho Ngô Bình, trong này là đan dược mà đan sư của chúng tôi không thể luyện chế, hoặc phẩm chất được luyện ra không đạt tiêu chuẩn, đều là đan dược mà khách cần. Trong số đan dược này, Ngô đan sư cứ thoải mái lựa chọn. Bất luận cậu luyện được loại nào thì đó đều là loại mà Tam Thất Đan Đường cần nhất. Nhận lấy quyển sổ, Ngô Bình gật đầu đáp, được, tôi sẽ thử. Nếu thành công, tôi sẽ bàn về chuyện hợp tác. Nam Cung Lệnh Nghi đưa cho Ngô Bình một miếng ngọc bội, đây là truyền thư của tôi, có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Đây là lần thứ hai Ngô Bình có được truyền thư của người khác. Lần đầu là Minh Thiên, lần này là Nam Cung Lệnh Nghi. Cầm lấy truyền thư, Ngô Bình đáp, được. Nam Cung Lệnh Nghi cười nói, Ngô đan sư, hy vọng sau này chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. Sau khi Nam Cung Lệnh Nghi đi khỏi, Viên Định Chí cười nói, xem ra Nam Cung đại đan sư vô cùng đề cao sư đệ. Minh Thiên bảo, sao lại không đề cao cho được, sư đệ là máy kiếm tiền đấy, tôi mà là cô ấy thì còn nhiệt tình hơn cơ. Viên Định Chí nói, chúng ta tìm nơi nào uống rượu tán gẫu, tiện thể bàn chuyện Bách Vị Thảo Đường đi. Minh Thiên đáp, đến chỗ tôi nhé. Sáu người đến nơi ở của Minh Thiên, vài đĩa thức ăn, một bình rượu nóng, họ quây quần cạnh nhau, bàn về kế hoạch tương lai. Trong số họ có một người đàn ông mặc áo xám, đầu đội mũ thư sinh, trán rộng mắt hẹp, tên là Trương Phục Uy, phụ trách tài chính của tổ chức. Anh ta bảo, cần nói với sư đệ đôi chút về thu chi của Bách Vị Thảo Đường chúng ta. Trong nửa đầu năm nay, thu nhập của Bách Vị Thảo Đường là 2,5765 tỷ tiền tiên, chi tiêu 2,13946 tỷ tiền tiên, lời 437,04 triệu tiền tiên. Phần lớn chi tiêu đều chia cho đan sư, có chia 37, cũng có chia 28. Viên Định Chí nói, Bách Vị Thảo Đường cũng không quá tiếng tăm. Bước tiếp theo là xây dựng danh tiếng của chúng ta. Minh Thiên cười nói, muốn tạo dựng danh tiếng thì chờ một thời gian nữa sẽ có một hội triển lãm đan dược, hội đan Cửu Dương. Chúng ta có thể đăng ký tham gia. Viên Định Chí bảo, trừ phi chúng ta luyện chế đan dược trên bảng linh đan, bằng không tham gia cũng chẳng tạo ra sức ảnh hưởng gì. Lời vừa dứt, họ đều nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình xoa mũi, mọi người cảm thấy nên luyện chế loại đan dược nào. Minh Thiên đáp, chẳng phải Nam Cung đại đan sư đã đưa cho cậu một quyển sổ sao? Cậu cứ luyện đan dược trong đó là được. Tất nhiên, nếu có thể luyện thêm vài loại đan dược trên bảng linh đan thì càng tốt. Trương Phục Uy cất lời, mỗi kỳ hội triển lãm đan dược đều sẽ bình chọn ra một bảng xếp hàng đan dược chân phẩm, nếu lọt vào top 3 thì tương đương với một màn quảng bá siêu cấp rồi. Ngô Bình hỏi, vào top 3 bảng xếp hạng ấy khó lắm sao? Trương Phục Uy đáp, khó lắm. Người tham gia hội triển lãm không chỉ có đan sư của Cửu Dương Cảnh, còn có rất nhiều đan sư đến từ vũ trụ chính. Người tài trong thiên hạ quá nhiều, muốn lọt vào top 3 thì ít nhất phải có trình độ của đan sư lục thanh đỉnh của bản tông. Nhưng thực tế là ngạo thế đan tông chúng ta còn chưa xuất hiện đan sư lục thanh đỉnh bao giờ. Trong số các trưởng lão cũng không có ư, Ngô Bình hỏi. Minh Thiên đáp,
đại đan sư thành danh thường sẽ không tham gia những hội triển lãm này, vì không cần thiết. Chỉ những đan sư chưa thành danh và có thực lực mới tham gia. Ngô Bình hỏi, Linh Bảo Huyền Minh đan mà em luyện chế trước đó có thể lọt vào top 3 không? Viên Định Chí nói, có cơ hội, top 3 thì không dám chắc chắn, nhưng top 5 có lẽ khá vững vàng đấy. Ngô Bình bảo, vậy thì tăng độ khó lên một chút, luyện chế một vị đan dược nằm trong top 50 của bảng Linh Đan. Minh Thiên cất lời, sư đệ không cần vội, còn nửa tháng nữa mới đến hội triển lãm, cứ từ từ. Lúc này, Viên Định Chí lên tiếng hỏi, bây giờ sư đệ có tu vi gì thế? Ngô Bình đáp, bí thai cảnh. Minh Thiên nói, bí thai cảnh vừa đủ cho luyện đan, nhưng bí anh cảnh sẽ giúp việc luyện đan được tăng cường đáng kể. Ngô Bình bảo, chắc em sẽ có thể thăng lên bí anh cảnh trong thời gian này. Tiếp theo, anh buộc phải hoàn thành cửu chuyển, sau đó đột phá bí anh cảnh. Uống rượu tán gẫu, chớp mắt một cái đã nửa đêm, ai về nhà nấy. Khi trở về nơi ở của mình, Ngô Bình thấy mặt mũi Hồ Tông Linh đã đen xì một mảng, răng rụng gần hết, cánh tay trái cũng bị gãy, đang ngồi ở cửa đợi anh về. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy, Ngô Bình hỏi ngay, Hồ Tông Linh, chuyện gì vậy, là ai đánh ông? Hồ Tông Linh hơi xấu hổ, công tử, tôi không sao. Ngô Bình tra hỏi, tôi hỏi là ai đánh? Hồ Tông Linh do dự một lúc mới đáp, con trai tôi. Ngô Bình khó hiểu, sao con trai lại đánh ông? Hồ Tông Linh thở dài, tôi đưa hết tiền cho một người vợ khác của tôi. Con trai tôi tức giận nên đánh tôi. Ngô Bình hỏi, ông không đưa cho con trai sao? Hồ Tông Linh bất đắc dĩ nói, tôi có thể làm gì đây? Sau lưng người vợ này của tôi là một đại gia đình, cực kỳ giỏi tiêu tiền. Ngô Bình bảo, vậy cũng đâu đến mức không còn tiền để tiêu chứ? Mấy năm qua ông lừa được nhiều tiền lắm mà. Hồ Tông Linh đáp, công tử, tôi không để dành được khoản tiền đã kiếm, đổ vào sòng bạc cả rồi. Ngô Bình cười khẩy, thế thì đáng đời ông. Tuy nói vậy, anh vẫn ném cho Hồ Tông Linh một viên đan dược để giúp đối phương hồi phục vết thương. Một lát sau, anh hỏi, con trai ông cần tiền gấp à? Hồ Tông Linh đáp, nó thích một căn nhà ở phố Đông, chưa gom đủ tiền nên đến hỏi tôi. Phố Đông là con phố mà Ngô Bình đang ở, vì gần với đệ tử cấp cao nên giá nhà khá cao. Bao nhiêu tiền, anh hỏi. Còn thiếu hơn 100 tiền tiên. Ngô Bình biết giá trị của tiền tiên nên rất bất ngờ, giá nhà đắt đến vậy sao? Hồ Tông Linh nói, thật ra cũng không đắt, dù sao người sống ở đây đều có khả năng chi tiêu rất cao. Bất kể kinh doanh gì đều dễ kiếm tiền, dù cho thuê thì tiền thuê mỗi năm cũng không dưới 100.000. Ngô Bình bảo, thế thì ổn phết. Rồi anh ném cho đối phương một chiếc túi, trong này có 2 triệu tiền tiên, đưa cho con trai ông đi. Hồ Tông Linh sững sờ, công tử, như thế thì ngại quá. Ngô Bình nói, đừng rông dài, tôi đưa thì cứ cầm đi. Nhớ là lúc đưa tiền, phải tẩn cho thằng con trai khốn kiếp ấy một trận. Lý nào con trai lại đánh bố mình chứ? Ông phải đánh trả. Hồ Tông Linh đứng thẳng lưng dậy, chắc chắn rồi ạ. Trở về phòng luyện đan, Ngô Bình lại luyện chế một ít đan dược để sáng mai giao cho Đan Tông đổi tiền tiêu xài, sau đó lại lấy một số dược liệu luyện chế thất chuyển đến cửu chuyển. Chớp mắt đã đến sáng hôm sau, Ngô Bình cầm 8 viên đan dược mà mình luyện chế tối qua đến nơi giao đan dược kho đan. Số đan dược mà Ngô Bình luyện chế, thấp nhất cũng là đan dược cấp 6, không phải là thượng thượng phẩm thì là cực phẩm, giá trị rất cao. Cuối cùng, 8 viên đan dược của anh đổi được 35 triệu tiền tiên, đồng thời đạt được 3.500 điểm cống hiến. Cống hiến ở Ngạo Thế Đan Tông cũng rất quan trọng, khi xét cấp bậc của đệ tử Tam Đỉnh trở lên, cũng có yêu cầu về cống hiến. Ví dụ như đệ tử Tam Đỉnh, cống hiến phải đạt 10.000 trở lên mới được thông qua. Đệ tử Tứ Đỉnh thì cống hiến phải đạt 50.000. Yêu cầu của đệ tử Ngũ Đỉnh là 200.000, yêu cầu của đệ tử Lục Đỉnh là 300.000. Đệ tử thất đỉnh là 700.000. Nếu sau này Ngô Bình muốn trở thành đệ tử ngũ đỉnh, lục đỉnh thì cống hiến là không thể thiếu, anh phải tích lũy cống hiến ngay từ bây giờ. Rồi anh đi chọn dược liệu, lấy dược liệu cần dùng cho thất chuyển, bát chuyển và cửu chuyển trong một lần.
sau đó anh mất 3 ngày để đạt đến bí thai cửu chuyển. Sau cửu chuyển, anh cảm thấy bí thai của mình đã vô cùng đủ đầy, trong bí thai cũng hình thành một thai nhi hoàn chỉnh, sẵn sàng thoát thai bất cứ lúc nào. Giữa trưa hôm đó, bí thai của Ngô Bình đột nhiên tỏa ra ánh sáng 9 màu. Bí thai giống như hoa sen vậy, chia thành 9 cánh, để lộ một đài sen. Trong đài sen có một đứa bé giống hệt Ngô Bình lúc nhỏ đang ngồi khoanh chân, hai bàn tay mũm mĩm đang làm pháp quyết, đáng yêu cực kỳ. Lúc này, cuối cùng Ngô Bình cũng tiến vào tầng 8 bí cảnh bí anh cảnh. Có được bí anh mới là khởi đầu của bí anh cảnh. Để nuôi lớn bí anh cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là đan dược. Có người còn gọi bí anh là vại thuốc, vì lượng tiêu hao đan dược của nó cực kỳ lớn. Bí thai trở thành bí anh đã rất khó rồi, nhưng việc nuôi lớn bí anh còn khó khăn gấp 10 lần. Trong mấy chục nghìn tu sĩ nuôi bí anh, chỉ có bí anh của một tu sĩ có thể lớn thành bí thần. Dựa vào độ mạnh yếu, lớn nhỏ mà bí thần có những cái tên khác nhau. Dưới một thước gọi là tiểu bí thần, trên một thước, dưới ba thước gọi là đại bí thần, trên ba thước, dưới chín thước gọi là thượng bí thần, trên chín thước gọi là bí thần truyền kỳ, trên 10 thước và có màu vàng được gọi là bí thần hoàng kim chí tôn. Tuy bí anh của Ngô Bình mới sinh ra nhưng đã cao đến 1 thước 6. Nên biết rằng, sau khi bí anh trưởng thành, cao trên 1 thước và dưới 3 thước thì đã được gọi là đại bí thần rồi. Chí ít là trong đại ngũ hành giới, từ xưa đến nay vốn chẳng có bao nhiêu tu sĩ đại bí thần cả. Đương nhiên, tình hình ở vũ trụ chính và đại ngũ hành giới có điểm khác biệt, đại bí thần ở đây dễ đạt được, nhưng số lượng không nhiều. Ở vũ trụ chính, tiểu bí thần chiếm đại đa số trong bí thần. Đại bí thần là 1%, thượng bí thần là 1/1000. Về phần bí thần truyền kỳ, từ xưa đến nay không quá 10 người đạt đến cảnh giới này. Còn bí thần hoàng kim cuối cùng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ Ngô Bình vẫn đang ở trạng thái bí anh mà đã có kích cỡ của đại bí thần rồi. Một khi bí anh của anh lớn lên, không biết nó sẽ đạt đến cấp độ nào nữa. Sau khi có được bí anh, Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên nhiều lần. Bí phù từng ngưng tụ đã tiến hóa thành bí thuật tiên thiên cực mạnh. Thứ bé nhỏ này có thể giải phóng uy lực kinh thiên động địa dễ như trở bàn tay. Ngô Bình hiểu biết không nhiều về việc tu luyện bí anh. Anh quyết định đến động Thái Chân thêm một chuyến nữa để lấy bí pháp tu luyện có liên quan đến bí anh. Có điều trước khi đi, anh phải tu luyện bí vệ trước. Bí phủ mà anh tu luyện là bảo tháp 9 tầng, mỗi tầng có thể tu luyện ra những bí vệ khác nhau. Ban đầu bí vệ bảo vệ bí thai, bây giờ bí thai hóa anh, chức trách của chúng sẽ là bảo vệ bí anh. Ngô Bình đã lấy được một bộ phương pháp tu luyện bí vệ ở động Thái Chân. Bây giờ anh phải ngưng tụ toàn bộ bí vệ và nâng cao thực lực của chúng. Tu luyện 3 ngày, Ngô Bình đã ngưng tụ được bí vệ của 3 tầng đầu tiên. Vào thời khắc quan trọng, bí vệ có thể biến thành bí thuật lớn mạnh, một lần giải phóng ra sẽ phát huy được sức sát thương cực mạnh. Ngoài bí vệ, Ngô Bình còn lấy phi kiếm trong động Thái Chân ra. Bây giờ anh đã có bí anh, có thể hoàn toàn kích hoạt thanh phi kiếm này, chém giết kẻ địch. Còn có mặt nạ thiên sát. Bây giờ sử dụng nó, anh có thể phát huy sức chiến đấu gấp 10 lần chính mình. Hội triển lãm đan dược sắp diễn ra rồi. Ngô Bình dành toàn bộ thời gian còn lại để luyện chế đan dược. Nam Cung Lệnh Nghi có để lại một quyển sổ nhỏ, anh đã nghiên cứu và chọn ra 2 loại đan dược để luyện chế thử. Một loại là huyễn ngộ đan, loại còn lại là kim long đan. Anh chọn huyễn ngộ đan vì huyễn ngộ đan có thể giúp tu sĩ tiến vào huyễn cảnh để tu luyện tinh thần. Từ đó đạt được hiệu quả tu hành một ngày bằng một năm. Loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế, vậy nên giá cả của nó cũng rất cao. Kim Long đan nghĩa là sử dụng hồn luyện đan của Kim Long, mượn sức mạnh hồn Kim Long, luyện chế ra đan dược nâng cao tinh thần lực, cường hóa bí anh. Đan này có tác dụng rất lớn đối với Ngô Bình, sau khi uống vào có thể nâng cao cường độ bí anh. Nhưng huyễn ngộ đan hay kim long đan đều cần dược liệu quý giá mới có thể luyện chế. Trong đó, cần cỏ huyễn ngân để luyện chế huyễn ngộ đan, còn luyện chế kim long đan cần hồn kim long. Hiện tại Ngô Bình không có cả 2 thứ này. May mà Nam Cung Lệnh Nhi từng nói rằng cần thứ gì cứ tìm cô ấy. Thế là anh lấy truyền thư ra, gửi cho Nam Cung Lệnh Nhi một bức thư, viết rằng anh cần vật liệu để luyện chế 2 loại đan dược này, không biết cô ấy có thể cung cấp hay không.
Ngô Bình vốn không ôm nhiều hy vọng, những thứ quý giá thế này, dù là Nam Cung Lệnh Nghi cũng khó có đủ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Nam Cung Lệnh Nghi đã hồi âm rất nhanh, không thành vấn đề. Nửa canh giờ sau, mời Ngô Đan Sư đến phòng vận chuyển, dùng mật ngữ này lấy hàng. Đoạn sau là một chuỗi mật ngữ được tạo thành từ chữ và ký hiệu. Phòng vận chuyển là nơi gửi vật phẩm giữa Đan Tông và vũ trụ chính, có thể gửi đồ đến vũ trụ chính, cũng có thể nhận đồ từ vũ trụ chính. Ngô Bình kinh ngạc, xem ra tài nguyên của Nam Cung Lệnh Nghi phong phú hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Anh chờ một lúc rồi đến phòng vận chuyển, chưa đầy 10 phút sau, đã có một gói hàng được gửi đến từ vũ trụ chính. Anh dùng mật ngữ để lấy gói hàng, rồi mở ra ngay tại chỗ. Bên trong là một túi chứa đồ. Những thứ anh cần đều được đặt ở bên trong. Điều làm anh bất ngờ là Nam Cung Lệnh Nghi còn đưa cho anh hai phần. Số dược liệu này đủ cho anh luyện chế hai lò Huyễn Ngộ Đan và Kim Long Đan. Ngoại trừ dược liệu còn có một lò đan. Lò đan này cao cấp hơn cả lò đan của Minh Thiên, là một lò đan mà Nam Cung Lệnh Nghi đang sử dụng. Không ngờ cô ấy lại gửi lò đan ấy đến đây, có thể thấy mức độ xem trọng của cô ấy dành cho lần luyện đan này. Sau khi lấy đồ, anh lập tức gửi tin cho Nam Cung Lệnh Nghi, Nam Cung Đan Sư, tôi đã nhận được đồ. Nếu luyện thành đan dược, tôi sẽ chia một nửa cho cô. Nam Cung Lệnh Nghi hồi âm rất nhanh, sau này cứ gọi chị là sư tỷ đi. Về lần luyện đan này, nếu thành công thì quá tốt, mà thất bại cũng không sao. Nếu thành công, cậu chia cho chị một viên Huyễn Ngộ Đan và một viên Kim Long Đan là được. Ngô Bình cười cười. Bèn lấy đồ về nhà luyện đan. Loại đầu tiên mà anh muốn luyện chế chính là Huyễn Ngộ Đan. Vì dược liệu quá quý giá, nên anh phác thảo trong đầu rồi mới chính thức bắt tay vào luyện chế. Trong quá trình luyện chế, anh sử dụng năng lực nhìn thấu vạn vật, đề phòng xảy ra vấn đề. May mà anh thành công ngay từ lò đầu tiên, còn luyện ra 3 viên đan dược thượng phẩm. Vẫn còn một nhóm đan dược, anh tranh thủ thời cơ, tiếp tục luyện chế. Lò thứ hai có sự cải thiện, luyện ra 3 viên Huyễn Ngộ Đan thượng phẩm. Nếu luyện tiếp lò thứ ba, rất có thể anh sẽ luyện chế ra Huyễn Ngộ Đan cực phẩm. Sau đó, anh vừa nghỉ ngơi, vừa nghĩ cách luyện chế Kim Long Đan. Độ khó trong việc luyện chế loại đan này còn cao hơn Huyễn Ngộ Đan. Độ khó của Huyễn Ngộ Đan là đan dược cấp 8, còn Kim Long Đan là đan dược cấp 9. Anh nghiền ngẫm cả buổi trời. Đến sáng sớm hôm sau mới bắt đầu luyện chế. Do anh đã tính toán trước, nên trong quá trình luyện chế tuy có gặp khó khăn, nhưng tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt là khi đưa hồn Kim Long vào lò đan, anh gần như không áp chế nổi. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh mới đeo mặt nạ thiên sát vào, thực lực lập tức tăng gấp 10 lần. Dẫu vậy, anh cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được hồn Kim Long. May mà sau khi anh luyện chế được vài phút thì hồn Kim Long đã dần ổn định lại. Sau cả giờ đồng hồ, lò Kim Long đan đầu tiên mới luyện chế xong, có được một viên đan dược, đan thượng phẩm. Cởi mặt nạ thiên sát ra, Ngô Bình cảm thấy hơi yếu. Với tu vi hiện tại của anh, cách 3 ngày chỉ được sử dụng mặt nạ một lần, dùng nhiều hơn sẽ tổn hại căn cơ. Sau khi luyện thành đan dược, việc đầu tiên Ngô Bình làm chính là báo cho Nam Cung Lệnh Nghi. Truyền thư viết rằng, sư tỷ, em đã thuận lợi hoàn thành, hiện đã luyện ra 6 viên Huyễn Ngộ Đan, 1 viên Kim Long Đan. Về Huyễn Ngộ Đan, có 3 viên thượng phẩm, 3 viên thượng phẩm, còn Kim Long Đan là đan dược thượng phẩm. Em sẽ gửi 3 viên Huyễn Ngộ Đan thượng phẩm và viên Kim Long Đan này cho sư tỷ để tỏ lòng cảm ơn. Nam Cung Lệnh Nghi lập tức hồi âm, chúc mừng sư đệ, chị từng luyện chế Kim Long Đan rất nhiều lần nhưng kết quả đều thất bại. Nên đã bị sư phụ và đồng môn trách cứ. Bây giờ có viên Kim Long Đan này, chị có thể ăn nói với bọn họ rồi. Về Huyễn Ngộ Đan, cậu đưa cho chị một viên là được, hãy giữ lấy số còn lại mà dùng. Ngô Bình nói, sư tỷ không cần khách sáo. Còn một ít đan dược, sau này có lẽ em vẫn có thể luyện chế ra một viên Kim Long Đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.